kính chào bà con, kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Kính thưa quý khán giả cùng bà con, trong cái quá trình phát triển của cây lúa thì thời kỳ trổ bông và thụ phấn được xem là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và phẩm chất lúa về sau. Ở giai đoạn này thì ruộng lúa nó rất là nhạy cảm đối với những cái diễn biến của tình hình thời tiết cũng như là những áp lực về dịch bệnh. Vậy thì trước khi mà cây lúa bước vào cái giai đoạn trổ thì bà con cần phải lưu ý những vấn đề gì để mà giúp cho quá trình trổ bông và thụ phấn của cây lúa được diễn ra trong điều kiện tốt nhất? Đây cũng sẽ là những cái nội dung chính mà chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 54 của Đài Truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay sẽ được thực hiện với chủ đề giải pháp giúp lúa trổ nhanh và đồng loạt. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các nhà khoa học tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay gồm có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Giang Hai, giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ. Và như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu những nhà nông lên trên sân khấu để mà tham gia giao lưu trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay để làm cho chương trình thêm sát với thực tế của đồng ruộng hơn. Chúng tôi xin giới thiệu nhà nông Nguyễn Văn Mít đến từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Nhà nông Nguyễn Thanh Nhàn cũng đến từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Và đồng hành cùng với bà con nông dân, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu anh Lê Công Bằng, cán bộ kỹ thuật của công ty Tân Thành. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến hai nhà khoa học, quý vị khách mời cũng như là quý bà con đã dành thời gian đến phim trường và tham gia giao lưu ngày hôm nay. Còn bây giờ để đi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có một câu hỏi đầu tiên dành cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Vâng, thưa giáo sư, trong quá trình mà chúng tôi thực hiện đề tài này thì cũng có đọc một số những cái tài liệu và trong đó cũng có nói rằng là khi mà cái cây lúa nó bước vào, nó bắt đầu cái quá trình làm đồng á, thì nó có những cái thay đổi về sinh lý cũng như là nó thay đổi cái khả năng mà chống chịu với ngoại cảnh nó cũng khác đi. Thì nhân đây giáo sư có thể nói rõ hơn cho bà con được biết là đó là những cái thay đổi nào. Yeah. Thì chính vì cô Hằng nói đúng rồi, người ta đều thấy cái điều mà chị cô Hằng nói. Có nghĩa là trong một cái đời sống của cây lúa đó, người ta chia nó ra làm ba cái giai đoạn mà tôi xin phát cái hình để cho bà con mình dễ theo dõi. Chính vì cái sự thay đổi sinh lý đó mà nó có ba cái giai đoạn. Bà con thấy là cái giai đoạn mà cái màu xanh mà tôi để bên dưới đó, thì đó là cái giai đoạn mà mình gọi là cái sinh dưỡng. Cái cây lúa sẽ tạo ra được bao nhiêu chồi hữu hiệu để sau này mà có được nhiều bông hay không á, thì ở cái giai đoạn này là nó quyết định. Nhưng mà tới cái giai đoạn thứ hai mà cái màu vàng vàng bà con thấy đó, từ lúc mà cái cây lúa tượng đồng cho tới khi trổ, thì cái giai đoạn này là nó chỉ vào khoảng cỡ 25 ngày thôi. Nhưng mà nó quyết định rất là lớn đến cái việc gọi là cái số hạt ở trên bông. Một cái sự thay đổi về mặt sinh lý rất là quyết liệt. Mà ngày hôm nay thì cái câu hỏi của cô Hằng cũng tập trung với tôi vô cái giai đoạn này. Thì bây giờ ở cái giai đoạn giữa, tức là cái giai đoạn mà từ khi cái cây lúa làm đồng cho tới khi mà nó trổ, thì hồi nãy cô Hằng hỏi gì chứ, cái giai đoạn này nó thay đổi cái gì và cái mẫn cảm với môi trường và chúng ta quản lý nó như thế nào? Thì ở cái giai đoạn này như tôi nói đó, là cái giai đoạn là bắt đầu người ta gọi là giai đoạn sinh sản. Có nghĩa là cái cây lúa bắt đầu tạo ra những cái hạt lúa non và những cái bông lúa non và chuẩn bị cái bông lúa này một cách hoàn chỉnh để tới khi nó trổ là nó đã có đầy đủ cái số hạt ở trên bông. Thành thử ra bà con thấy cái giai đoạn này rất là quan trọng. Nghĩa là trong vòng có 25 ngày thôi đó, mà nó phải làm sao tạo ra được một cái bông lúa mà hoàn chỉnh để khi nó trổ á, là bắt đầu là cái bông lúa đó nè, nó sẽ tung phấn và bắt đầu thì vô gạo, tức là qua cái giai đoạn chính. Thì cái đó là cái thứ nhất, là một cái sự thay đổi rất là quan trọng. Một cái sự thay đổi thứ hai đó là nó sẽ tạo ra cái bộ lá đồng. Tại bởi vì bà con biết là khi mà nó tượng đồng á, thì phần lớn gần ba cái lá đồng nó chưa có nở ra, thì trong suốt cái giai đoạn 25 ngày này á, nó sẽ nở ra cho đầy đủ ba cái lá đồng này. Mà ba cái lá đồng này thì bà con biết rồi, nó có một cái vai trò rất là quyết định cho cái việc tạo ra cái gọi là cái tinh bột ở trong cái hạt lúa ở cái giai đoạn sau khi lúa trổ.
Thành thử ra trong suốt cái giai đoạn này á, là ba cái lá đồng này phải được hình thành. Nếu mà ba cái lá đồng mà được tạo ra trong giai đoạn này nó to, nó dày, nó cứng, nó đứng thẳng, rồi nó có cái màu xanh cho thật là đạt yêu cầu, thì như vậy là nó chuẩn bị cho cái giai đoạn sau là sẽ có cái tỷ lệ hạt chắc nó nhiều. Nhưng bà con thấy là đây là cái giai đoạn mà nó phải tích lũy dinh dưỡng để nó tạo ra cái bộ lá đồng này. Rồi cái thứ ba nữa là cái bộ rễ. Bởi vì cái bộ rễ ở cái giai đoạn này bà con biết là nó sẽ đạt cái tích cực lúc mà cái lúa trổ là cái lượng rễ ở trong đất là nhiều nhất. Mà cái rễ nó chuẩn bị ở cái giai đoạn này để làm gì? Để nó hút cái dinh dưỡng từ ở dưới đất lên, để nó chuẩn bị nó tích lũy trong bẹ thân lá, để mà khi lúa mà trổ ra như thế này đó thì các cái chất dinh dưỡng từ ở dưới rễ này nó sẽ chuyển qua đây. Chứ còn sau khi lúa trổ là cái việc hút dinh dưỡng mà từ rễ ở dưới này là không còn quan trọng nữa. Thành ra cái rễ nó phải chuẩn bị một cái số lượng rất là lớn, và đồng thời nó chuẩn bị cái lượng rễ này để mà nó hút nước ở cái giai đoạn sau. Tức là khi lúa trổ rồi thì cái rễ này tuy rằng cái dinh dưỡng thì hút không nhiều, nhưng mà cái nước thì nó phải lấy lên đầy đủ. Bởi vì nước là cái nguồn nguyên liệu để cho cái bộ lá đồng này tạo ra được đường bột. Thành ra bà con thấy là như vậy là cả bông lúa, rồi cả cái lá đồng và cả bộ rễ. Và đồng thời bà con thấy một cái gì nữa, có nghĩa là khi mà lúa trổ á, thì nó phải làm sao nó dương lóng cho thật lẹ để nó đẩy cái bông lúa ra bên ngoài. Thì như vậy nó phải tích lũy một cái lượng dinh dưỡng đủ để nó làm cái chuyện này. Chứ nếu mà cái giai đoạn này mà vì lý do gì đó mà tích lũy dinh dưỡng không đủ á, thì như vậy là nó sẽ nghẹt đồng, nó trổ không có nhanh, không có đồng loạt này kia, thì sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất. Đó là những cái thông tin chung về cái đặc điểm sinh học của cây lúa khi mà nó bước vào cái giai đoạn làm đồng. Như vậy thì trong thực tế sản xuất đó, khi mà cây lúa bước vào cái giai đoạn này thì bà con nông dân chúng ta cần quan tâm là đã chuẩn bị quan tâm đến những cái vấn đề gì nhất để mà cho cây lúa nói cái quá trình mà trổ bông và thụ phấn của cây lúa được diễn ra trong điều kiện tốt nhất đây. Đó cũng là những cái nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn thông qua phóng sự sau đây. Đây là ruộng lúa của một bà con nông dân ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong vụ thu đông 2015. Hiện ruộng lúa đang trong giai đoạn trổ đều. Tuy sáng sớm vừa có cơn mưa khá lớn, nhưng theo bà con thì tình hình thời tiết trong vụ thu đông năm nay thuận lợi hơn cùng kỳ năm trước. Ruộng lúa trổ nhanh, đồng đều, ít nhiễm sâu bệnh, làm cho chủ ruộng khá an tâm. Cái miếng lúa nãy giờ mình đi thăm đồng á, những cái miếng ruộng này nó cũng đạt đó. Theo kinh nghiệm của cái bản hữu tư làm, nếu mà làm ra năm đồng mà đương chỗ gì cái đồng, cái miếng ruộng mình nó, nếu mà chỗ cái dàn bông nó hơi bằng là đạt đó. Nhưng chỗ nhận có hai phần cỡ này thì nói chung là nếu mà chỗ này mà anh dòm cái bông lúa mà nó, lúa nó hơi đều là thấy đạt rồi, chứ đừng cái chỗ cỡ này mà nó mới lọt sọt thì nó không đạt. Người cái lúa này tôi thấy cũng được rồi. Nếu mà cái đồng trọng thì nói chung mình làm thì nó đâu có đạt được cái đồng lẻ đâu. Cái đồng lẻ thì nói chung mình nó đã chỗ đồng lọt, mình xịt thuốc này kia, rước mình nhưng xịt thuốc này kia vô, nó bông lúa nó hết, nó đã tấp thu đều hộp lúa. Nhưng mấy cái mà chỗ nó đồng đồng không đồng lọt thì một cái chỗ chậm, cái chỗ lẻ nó không có rước hạt được, mình nó không được đều. Theo kinh nghiệm của nhiều bà con thì vấn đề làm thế nào để ruộng lúa trổ nhanh, đồng loạt là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến năng suất về sau. Chính vì vậy, ngay từ giai đoạn ban đầu, phải tích cực áp dụng các biện pháp chăm sóc, quản lý dịch hại để cây lúa khỏe, bước vào giai đoạn trổ trong điều kiện thuận lợi nhất. Kinh nghiệm của tôi là muốn chăm sóc cho cây lúa mà nó đạt cái hiệu quả nhất ở trong cái vụ hè thu cũng như thu đông, ở trong cái mùa mưa gió này thì không phải là một yếu tố mà phải là chăm sóc từ ngay từ ban đầu. Từ lúc mà cái bắt đầu gieo xạ, mà làm đất thì cũng phải cho tốt, và giống thì mình cũng phải là cái xử lý giống ở ban đầu để cho cái lúa mình là lên cho nó đạt yêu cầu. Và đồng thời là mình là chăm sóc cũng ngay ban đầu luôn, từ cái cây lúa còn nhỏ. Ví dụ cây lúa còn nhỏ, ví dụ như là không, mình xử lý tốt, như là không bị là bù lạch đó, rồi là không bị suy dinh dưỡng thì cây lúa nó mới khỏe. Nếu cây lúa khỏe rồi thì cây lúa nó sẽ tốt, nó tốt rồi thì nó nở chồi ở ngay giai đoạn đầu. Thì nếu mà nó chỗ nó nở mà trồng sớm được nhiều con ở giai đoạn đầu thì lúc đó là cây lúa nó được đồng đều, và khi mà ở giai đoạn sau thì nó chỗ cũng được đồng đều. Thì còn các giai đoạn sau thì đương nhiên mình phải chăm sóc, nó cũng phải là làm cho cây lúa lúc nào cũng phải cho nó khỏe.
Ví dụ như là mình chăm sóc như vậy là kiểm tra sâu bệnh trên cái ruộng lúa mình. Ví dụ như có sâu thì mình phải xịt sâu, mà có bệnh thì mình phải xịt bệnh. Tôi đi phân là chỗ nào nó hơi vàng của mình thêm lạnh, còn cái nào xanh quá mình bỏ, mình bớt. Cái đó là đi phân nó quan trọng nhất, nó mới chỗ đồng loạt. Thực tế trên đồng ruộng cho thấy trong cùng một cánh đồng, một giống lúa, thậm chí trên cùng một thửa ruộng, nhưng khả năng sinh trưởng của cây lúa luôn có sự khác nhau, dẫn đến quá trình trổ không đồng loạt. Những nơi có thời gian lúa trổ kéo dài thường dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết bất lợi. Vấn đề đặt ra là làm sao cho lúa trổ thoát nhanh, trổ đều, rút ngắn thời gian lúa trổ trên ruộng. Qua ghi nhận vừa rồi thì chúng tôi cũng có thấy một bà con có nói một ý kiến rằng là để cho lúa trổ nhanh và đồng loạt thì phải nên chăm sóc lúa ngay từ giai đoạn ban đầu. Vâng, ở đây thì chúng tôi cũng xin hỏi thêm nhà nông Nguyễn Thanh Nhàn rằng là có khi nào mà trong quá trình canh tác đó thì anh Nhàn thấy rằng là lúa của mình nó trổ nó không đồng loạt, nó kéo dài rồi giống như là nó không có theo ý muốn của mình không? Anh chia sẻ thêm một chút ạ. Vâng, kính thưa bà con. Thì năm nay cái vấn đề lo lắng nhất của tôi đó là do nắng nóng kéo dài, thời tiết bất thường và sâu bệnh. Nhưng mà ý muốn hỏi là trong cái quá trình canh tác lúa đó giờ nha, đi thăm đồng á, có bao giờ anh thấy là lúa mình nó trổ không đều, không đồng loạt mà mình cảm thấy mình không có hài lòng không á? Dạ có. Có không? Có. Dạ, cái theo anh dự đoán lúc đó mà anh nghĩ nó là tại sao nó như vậy không? Cái đó là do một là nắng nóng kéo dài và sâu bệnh. Là ruộng ruộng anh nó bị như vậy đó đúng không? Dân, xin cảm ơn anh Nhàn rất là nhiều. Dân, như nhà nông Nguyễn Thanh Nhàn đã nói thì cái ruộng lúa nó trổ đều hay trổ có đồng loạt hay không cũng có liên quan đến các cái đối tượng bệnh hại dịch hại trên cây lúa. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai đứng về góc độ bảo vệ thực vật thì Phó Giáo sư có nhận xét gì về ảnh hưởng của cái khâu quản lý dịch hại đến quá trình trổ và thụ phấn của cây lúa? Dạ. Kính thưa quý bà con và quý khán giả xem đài. Nói chung thì cây lúa trong giai đoạn đồng trổ đó thì nó chịu tác động của nhiều cái yếu tố. Thì rõ ràng là cái lo âu chỗ anh Nhàn là nắng nóng kéo dài. Năm nay thì đúng là mưa ít, nắng là rất nóng. Nói chung là cái điều kiện bất thường thì ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển, kể cả nếu lúc nó trổ ra mà nhiệt độ cao quá thì nó cũng sẽ làm cho nó bị lép đi. Yếu tố môi trường thì thật ra thì chúng ta cũng khó có quản lý được, bởi vì mình nói vui là giống như chuyện trời đất mà. Nhưng mà cái còn lại là cái yếu tố con người, tức là chúng ta có thể quản lý được, giống như qua cái đoạn hình nhỏ đấy, một cái đoạn băng nhỏ mà con mình cũng phản ảnh đấy, thì bà con mình chăm sóc thăm đồng thường xuyên, quản lý ngay từ đầu vụ rồi cây lúa nó phải khỏe thì chắc ăn là sau này mình sẽ có được những cái thành quả nó tốt. Do đó thì trong giai đoạn này thì cái quan trọng nhất là gì? Là ngoài cái chuyện là phân bón này, nước nè, dinh dưỡng nè, thì yếu tố môi trường tác động lên cây lúa. Mà khi mà môi trường tác động cây lúa cũng tác động lên các cái yếu tố khác, trong đó có con nấm, con vi sinh vật, con sâu, con bệnh, thiên địch nữa. Nói chung là vấn đề dịch hại rất quan trọng. Thì giai đoạn này mà con thấy đây, cây lúa là thời kỳ nó đang trổ lạc xẹt nè. Ở đây một số cái nó bắt đầu trổ nè, đây này trổ hoàn chỉnh nè. Mình thấy nếu cây lúa được như vậy là quá tốt, tức là nhìn thấy cây lúa nó mừng mẫn, lá nó xanh đẹp, bảng nó to, trong này có 3 lá, thậm chí nó tới 4 lá, 5 lá luôn. Có nghĩa là đây là một cái cây lúa có thể nói là nó rất là ưu việt. Nếu mà được cây lúa như thế này thì chắc ăn năng suất rất cao. Vậy thì 3 cái lá lúc này bây giờ nếu mình bảo vệ được cho nó đủ được cái khả năng quang hợp tốt, chuyển dị năng lượng, dinh dưỡng để nuôi cái hạt thì chắc chắn là năng suất nó sẽ rất cao. Vậy thì vai trò của lúc này 3 cái lá trên cùng. Dĩ nhiên còn những cái lá dưới nữa, nhưng mà đây là 3 cái lá quan trọng nhất, nó giữ cái vai trò chính yếu. Thì lúc này nó có nhiều cái loại sâu bệnh lắm. Sâu thì bà con thấy là sâu cuốn lá đứng đầu bảng, rất dữ. Rồi các cái loại sâu khác, sâu ăn lá, sâu cắn chẻn cũng vậy, cũng nhiều. Thậm chí rầy nâu ở dưới bè nữa, đó là cái sâu hại. Còn bệnh thì lúc này chắc ăn là bệnh cháy lá rất là quan trọng. Cháy lá tức là nó làm cho nổ lá. Thứ hai là bệnh cháy bìa, lúc này là bệnh cháy bìa lá nó rất dữ. Còn vi khuẩn nó rất thích, bởi vì lúc này là dinh dưỡng trong cây lúa nó giàu. Đấy, thành ra thức ăn nó dồi dào thì thành ra là các tác nhân là bệnh tật nó đến nhiều. Cho nên là thằng nấm vi khuẩn cũng rất dữ. Vậy thì mình thấy rõ ràng là bệnh tật. Rồi lúc lúa trổ ra nếu mình không có chăm sóc, mình không có can thiệp kịp thời thì coi chừng là sẽ bị gãy gãy cổ bông, cổ lá. Cái này cũng là do nấm bệnh nữa. Vậy thì lúc này mình thấy rõ ràng là gì? Bệnh tật
sâu bọ rất quan trọng. Nếu bà con mình chịu khó, mình quản lý được cái ba cái lá này, và khi mà cái lá này nó đẹp rồi, nó có cái màu xanh, nó kéo dài, nó thẳng đứng, thì lúc bây giờ chắc ăn là cái dinh dưỡng năng lượng nó sẽ chuyển về, nó nuôi được cái bông an toàn. Bởi vì lúc này thì cái bông thì cái số hạt bao nhiêu nó hình thành rồi, cái còn lại làm sao là mình sao cho cái chất lượng mà nó đạt, có nghĩa là làm sao nó phải vô gạo tới cày, thì lúc đó là năng suất sẽ tối đa. Thì lúc này nếu bà con mình quản lý tốt được dịch hại thì nó sẽ an toàn. Cách làm thứ nhất là bà con mình cần phải đi phân, nói chung là trước đó mình đi phân rồi, nhưng mà phân thì nó phải đúng loại nè, đủ lượng nè, là phải cân đối nè đấy. Và cái còn lại là mình phải quản lý nước, giống như thầy dạy nó ăn thì phải uống, bây giờ nó ăn no rồi không có nước thì sao nó uống được, không có nước thì cái lá nó sụ xuống, vậy thì nó không có thể nào nó đứng vững được, nó không có hoàn hợp được, vậy phải đầy đủ là phân bón rồi nước nôi. Cái còn lại là dịch hại thì mình phải thăm đồng thường xuyên và mình phải phát hiện kịp thời. Cái câu mà mấy anh nói là thăm đồng chăm sóc thường xuyên là cái này nó rất là quan trọng. Nếu mà mình bỏ lơ trong vòng vài ba ngày thôi, mà giai đoạn này thời gian nó ngắn, khoảng chừng hai mấy ngày, vậy thì mình phải làm sao mình bảo vệ được. Nói chung là trong thời kỳ này, nếu chúng ta giữ gìn bảo vệ được ba cái lá trên cùng, sức khỏe nó nói chung là an toàn, thì chúng ta sẽ có được một cái bông lúa nó hoàn chỉnh và cái hạt nó sẽ vào chắc đến nơi, đến tận cùng luôn, thì năng suất chắc ăn là mình sẽ đạt cái mức tối đa. Thì đó là một số cái lưu ý trong giai đoạn này bà con mình cần phải thực hiện. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Trong phóng sự khi nãy thì chúng tôi cũng có thấy là ruộng lúa của nhà nông Nguyễn Văn Mít có ngồi ở sân khấu ở đây nè, thì đang là mới cái trổ đều. Như vậy thì xin hỏi thêm anh là cái ruộng lúa trổ như vậy thì có đúng như mong muốn của mình chưa? Thưa bà con, nói chung thì theo tôi thì theo vậy là vừa ý của tôi dữ lắm rồi đó. Là coi như mùa này mà mình chọn giống cho tới cái khâu mà giờ là mình chăm sóc ngay từ ban đầu cho tới bây giờ thì là vừa ý rồi. Nhưng anh có thể chia sẻ một chút cái bí quyết thôi. Nói chung là không có bí quyết gì thì cái đầu tiên là mình chăm sóc ban đầu. Ban đầu rồi nước đầy đủ, phân bón đi cân đối. Mình cuối cùng là đồng đổ đẹp sẹt của xịt Letty đó là chỗ giờ vừa ý lắm điều. Dạ, coi như mình có thêm một cái chế phẩm trên sinh học. Sinh học Letty. Dạ, của công ty Tân Thành. Dân, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Như vậy thì rõ ràng là trong cái ruộng lúa của nhà anh Mít ấy cũng có sử dụng thêm một cái chế phẩm sinh học của công ty Tân Thành. Thì nhân đây mời anh Lê Công Bằng có thể giải thích rõ hơn về cái cơ chế tác động của cái chế phẩm này để giúp cho bà con có thêm cái phần tham khảo có thể là ứng dụng được. Xin chào bà con, thì nãy giờ chúng ta cũng đã nghe hai nhà học phân tích về cho cây lúa khỏe, và cây lúa khỏe thì nó sẽ giúp cho lúa chúng ta trổ nhanh, thoát nhanh đồng loạt. Thì nếu mà cây lúa thoát nhanh đồng loạt thì đương nhiên nó sẽ là một cái thuận lợi cho cây lúa chúng ta trong quá trình giàu gạo về sau. Chính vì thấy như địa điểm này thì ngoài chuyện canh tác bình thường là chúng ta có khi là canh tác tốt, ngoài đó chúng ta còn vướng bận những cái điều kiện ngoại cảnh như thời tiết. Ví dụ chỗ là nãy chỗ anh Nhàn có trao đổi là nếu mà thời tiết nắng nóng thì cây lúa anh nó cũng trổ chậm hoặc trổ trễ. Chính vì những điều kiện này hoặc cây lúa của chúng ta nó thiếu dinh dưỡng, nó cũng trổ chậm trễ, thì những điều kiện này chúng ta biết là chúng ta cần có một sự can thiệp từ một loại là chất điều hòa sinh trưởng, có nghĩa là cái chất này cũng ra lấy từ trong cây lúa. Ví dụ cây lúa trong cái thời gian này nó tiết cái chất này để nó làm là nó giúp cho trổ nhanh, trổ thoát đồng loạt. Chính vì vậy đó mà công ty Tân Thành chúng tôi trong nhiều năm qua về kinh doanh thuốc thực vật thì chúng tôi đã nghiên cứu phát triển cái sản phẩm Letty. Đây là sản phẩm thuốc điều hòa sinh trưởng, mục đích là giúp cho cây lúa chúng ta nó khỏe, tăng cường sức khỏe, có nghĩa là sự trao đổi chất trên trong cây lúa diễn ra một cách tốt hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Chính vì vậy mà chúng ta chúng tôi khuyến cáo từ rút giai đoạn là xử lý giống để nhánh phân hóa đồng, và cái giai đoạn này là giai đoạn chỗ điều, chỗ lạc sạc để giúp cho cây lúa chúng ta chỗ điều đồng loạt, thì chúng ta rất dễ quản lý. Thứ nhất là cái chuyện phun thuốc đó. Ví dụ bà con thấy như cây lúa chúng ta mà khi mà có bông thì chỗ điều rồi, trong vòng 5-7 ngày sau khi cử được một, còn có bông thì mới chỗ ra sáng 8 giờ gì đó, 9 giờ muốn phun cũng không được, tại bông kia để đang chỗ há họng, nó mới cái há họng thôi. Mà nếu ta phun vào thì những cái hai bông này cái nguy cơ là nó bị hư. Chính vì vậy mà chúng ta muốn phun thì cũng thấy cũng hơi bất tiện, hoặc là chúng ta đợi thì những cái bông mà nó chỗ trước rồi đó thì nó dễ bị nấm mình tấn công.
Chính vì vậy đó là cũng bất lợi, hoặc bất lợi quá trình gieo gạo. Ví dụ như quá trình gieo gạo, cái bông nào chỗ trước nó sẽ gạo vào trước thì cái bông đó sẽ chín trước, còn những bông sau chỗ sau chậm sau 5-7 ngày thì chín sau, mà chúng ta muốn cắt á, thì nếu mà cắt đúng á, thì cái bông chín trước chúng, bông chín sau nó còn non, còn nếu chúng ta đợi bông sau thì bông trước nó gục. Chính vì vậy đó những điều kiện bất lợi mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất. Chính vì mà cái sản phẩm Latte chúng tôi muốn khuyến cáo còn phun giai đoạn này, mục đích giúp cho cây lúa nó kích thích quá trình trao đổi chất những dạng tốt hơn, hiệu quả hơn, đặc biệt là chỗ mà giúp cho cái lúa chúng ta nó được chỗ thoát nhanh hơn. Thì với cái cũng như có nhà nông chỗ anh Mít đây cũng chia sẻ, thì cũng rất nhiều bà con đã ứng dụng rất thành công và cũng đã tâm đắc cái sản phẩm này. Cũng hy vọng rằng sản phẩm này sẽ là cái sản phẩm đồng hành cùng bà con trong tương lai để giúp cho lúa mình nó tốt hơn trong cái dòng này. Dân xin cảm ơn anh bạn rất là nhiều. Thưa hai nhà nông, mình đến đây rồi á là mình có cơ hội gặp các nhà khoa học thì mình phải hỏi đúng không? Giờ đặt hàng anh Nhàn luôn á, anh Nhàn có hỏi gì không nè? Xin hỏi hai nhà khoa học, thì xin hỏi trên cái ruộng lúa đó thì ở nơi nào lung thì gọt xanh thì lại chỗ và chậm mà lại hạt lép nhiều. Thứ hai thì chỗ trên gò đó bón vừa đủ phân thì người ta chỗ đều mà chắc hạt thì tại sao vậy? Dạ, với câu hỏi này của anh Nhàn thì chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho anh ạ. Dạ. Em Nhàn hỏi tôi á, dư phân á thì lại là chỗ cũng dở. Bây giờ tôi hỏi em nói lúc nãy em bón phân em sẽ theo cái miếng đất mà em bón thì dự vậy là thiếu phân có chỗ dở không? Dạ thưa thầy, đúng ra là em bón gì là không chỗ dở, đến chỗ đồng loạt luôn. Có không, tôi hỏi nếu mà trường hợp có chỗ nào mà mình quên mình không bị thiếu phân đó, thiếu phân nè, thì nó có chỗ dở không? Dạ dở thầy, nó dở là dở ra chỗ không đồng loạt luôn, nó nghẹn, không đồng loạt nghẹn luôn, nghẹn. Tức là lai rai luôn. Dạ, thì như vậy thì té ra rồi, cảm ơn em. Như vậy thì té ra là dư cũng dở mà thiếu là cũng dở. Thì hai cái này nếu mà cô Hằng hỏi với anh Nhàn hồi nãy cũng đặt cái vấn đề là bây giờ tôi phải giải thích cái chỗ này sao, tại sao nó kỳ vậy. Thì cái vấn đề là cái dinh dưỡng. Dinh dưỡng ở đây bà con biết là cái cây lúa của mình nó có hai hệ thống dinh dưỡng nè. Một á, là hệ thống dinh dưỡng đường bột, tức là do cái lá này nó tạo ra cái đường và cái tinh bột để mà nó nuôi cây lúa. Mình thì không có cái hệ thống dinh dưỡng này. Bây giờ bà con mà muốn ăn đường, thèm đường thì phải nạp từ bên ngoài vô, hoặc là ăn tinh bột, ăn khoai, ăn gạo, ăn bắp rồi kia, hoặc là uống nước đường. Nhưng mà cái cây lúa thì nó, mình đâu có cho nó uống nước đường đâu, đâu có cho nó ăn tinh bột hay gì đâu. Bởi vì tự cái lá nó sẽ tạo ra được cái một cái dinh dưỡng này. Và cái dinh dưỡng thứ hai là cái dinh dưỡng các cái chất khoáng ở dưới đất, chẳng hạn đạm, lân, kali mình bón ở bên dưới á, nó có hai cái hệ thống dinh dưỡng. Thành thử ra trong trường hợp mà chúng ta cung cấp cái dinh dưỡng mà ở dưới rễ này nhiều quá thì nhất là chất đạm á, nó sẽ tạo ra một cái bộ lá này rất là nhiều. Mà lá này mà tạo ra nó bè, cái bảng nó to, nó nhiều do dư đạm này kia thì bà con biết cái gì không? Nó sẽ có một cái sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa cái lá này và cái bông này. Bởi vì lúc đó là nó sẽ tập trung dinh dưỡng để nó nhào vô đây nó nuôi cái lá. Mà cái lá quang hợp được á, thì thay vì cung cấp cái nguồn mà đường này á, để đem cho cái bông lúa mà trổ mạnh lên á, thì lại lúc đó nó lại tập trung vô nó lo nó nuôi cái lá. Thành ra nếu mà bón mà thừa phân mà để nhất là đạm mà để cho lá phát triển nhiều á, mà lúa mà trổ không được, hay là trổ nghẹn, hay là trổ không đồng loạt á, là bởi vì lúc đó cái dinh dưỡng nó tập trung cho cái bộ lá, nó lo phát triển bộ lá. Thì như vậy làm sao có đủ dinh dưỡng để mà nó đẩy cái bông này ra. Thành ra như vậy là dở. Còn ngược lại như em Mít nói, nếu như bây giờ nó thiếu dinh dưỡng, nếu mà nó thiếu dinh dưỡng thì rõ ràng là làm sao nó đủ sức để mà nó có thể nó đẩy cái bông này dương cái lóng. Tôi nói lúc nãy đó, giai đoạn này là giai đoạn trổ là nó phải dương lóng cái thật lẹ, nó phải tích lũy đủ một cái lượng dinh dưỡng. Mà bây giờ dinh dưỡng thiếu thì nó dẫn tới cái chỗ là nó không cung cấp được cho cái bông, thành ra cái bông như vậy là hay là cái thân lúa nó cũng không có phát triển nhanh được, thì lúc đó nó trổ cũng dở. Đấy là chúng ta xoay quanh ở cái chỗ là do cái vấn đề về dinh dưỡng mà nó gây ra cái việc đó. Dạ, nhân xin cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng tôi xin dành thời gian cho quý khán giả ngồi ở dưới phía sân khấu á, ngồi ở dưới phía khán giả đó, thì có thể là đặt câu hỏi với các nhà khoa học. Xin mời chú. Dạ, tôi là nông dân Nguyễn Hoàng Minh ở vùng nghiệp Hậu Giang. Xin hỏi nhà khoa học là
trong cái giai đoạn mà lúa chỗ á, mà thấy sâu đục thân, bướm sâu đục thân, sâu cuốn lá đến nhiều đó, mình sửa thuốc, lý thuốc sao để cho nó đừng ảnh hưởng tới thụ phấn. Dạ, cảm ơn anh Minh. Với câu hỏi của anh Minh, chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai trao đổi ạ. Dạ, xin chào anh Minh. Trong trường hợp này thì theo anh thì anh có cách nào? Bây giờ mình thảo luận thêm. Anh đặt ra câu hỏi nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ là nhiều khi anh có câu trả lời rồi luôn đó. Kinh nghiệm à? Kinh nghiệm thì đúng là mình phải xử lý trước. Có nghĩa là trong cái giai đoạn mà trước chỗ á, là mình sẽ xài xử lý là phân bón lá rồi mình cộng luôn với thuốc bảo vệ thực vật luôn. À, diệt luôn. Dạ. Yeah. Nghĩa là gặp mình thấy bướm là coi như là hai cái mình trộn là mình quất luôn. Dạ. Yeah. Không có trước chỗ. Dạ. Yeah. Thì cũng xin cảm ơn cái ý kiến của anh An. Thật ra thì mọi người có một cái quan điểm khác nhau. Khi mình muốn sử dụng một cái loại thuốc nông dược hoặc là gì đó, mình muốn cộng thêm với phân bón này để mình diệt mấy con côn trùng sâu mọt bệnh tật, thì mình cũng phải nắm được cái gọi là cái quy luật phát sinh phát triển, hay mình gọi là cái dòng đời đó. Con nấm cũng có cái dòng đời, con sâu cuốn lá, sâu đục thân cũng có cái vòng đời. Thường thường những con này là con mẹ, là con bướm, mà khi nó đẻ trứng xong thì trong vòng khoảng chừng vài ngày sau là nó sẽ nở. Thường thường là khoảng 1 tuần à. Bởi vì từ lúc mà nó vũ hóa tới thành con bướm nha, tức là con đực cái bắt cặp. Bắt cặp thì trong vòng khoảng chừng 2 tới 3 ngày sau nó đẻ. Nó đẻ xong cái trứng. Cái trứng thì nó phải cần thời gian ủ trứng mà, nó khoảng chừng 3 ngày tới 5 ngày nữa. Nhưng mình cộng chung hết thì khoảng chừng 7 ngày. Thì nó có khoảng dao động, thì nói chung là trong vòng khoảng từ 5 đến 7 ngày. Trên dưới 1 tuần á là sẽ có thời gian để cho nó nở ra cái con sâu. Thì sâu lúc mới nở rồi sâu tuổi 1. Cái lúc này nếu mình muốn xử lý á, là mình áp dụng thuốc. Nói chung là nếu dùng thuốc hóa học thì phun thời điểm này là hiệu quả cao nhất. Đấy. Thế bây giờ mình khi mình thấy bướm nó rộ, mà đồng á mà, thì thật ra thì bà con mình dùng thuốc cũng được. Nhưng mà con bướm nó khó lắm. Người ta nói là thuốc trừ sâu, chứ đâu qua nó thuốc trừ bướm đâu. Cũng có nó hiếm lắm đúng không? Tại là mình phun thuốc trúng con bướm, bướm vẫn chết. Nhưng mà cái đặc tính là gì? Là con bướm nó bay rất nhanh. Đúng không? Ban ngày thì nó lẫn trốn ở trong mấy cái khu vực, trong mấy cái vườn cây hoặc là những nơi nào tùm nó cỏ dại nhiều. Còn ban đêm thì nó mới bay lên theo cái ánh sáng đèn đó. Mà con đực cái nó gặp nhanh, nó bắt cặp, sau đó mình đẻ trứng. Đó là cái đặc tính sinh học của nó mà. Vậy thì nói chung là lấy thuốc mà để diệt cái con bướm là rất khó. Mà mình diệt nhiều khi không đúng thời điểm. Bởi vì con này hoạt động ban đêm, mà ban ngày nếu mình lấy thuốc mình phun thì không hiệu quả. Mình thấy cũng có trên đồng nó nhưng mình không có nhiều. Mình thấy nó bay là đà, nó bay lang thang, như thật ra thì một lượng ít thôi. Đấy. Vậy thì diệt bướm không hiệu quả bằng diệt sâu. Do đó thì khi bà con mình thấy bướm rộ ngoài đồng, thì lúc bây giờ bà con mình không cần phải dùng thuốc để phun gì cả. Bởi vì nếu không phun thì trong vòng khoảng 10 ngày sau nó cũng chết. Bởi vì cái tuổi đời tuổi thọ mà, khi mà nó xong cái việc nó rồi thì cuối cùng thì nó phải già, nó chết đi. Đó là tự nhiên. Bây giờ mình không phun thì cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà thật ra thì nó đã trứng rồi. Đó thì mình muốn diệt là mình diệt ấu trùng, tức là con sâu non. Vậy thì nên kết hợp việc phun thuốc với thuốc trừ sâu cộng với phân bón lá vậy thì cũng vẫn được. Thuốc bệnh thì không nên, nhưng thuốc sâu thì vẫn được. Vậy thì anh nên canh. Bây giờ sao canh được? Canh là cái lúc mình thấy ban đêm đó, nếu trong nhà mình có bóng đèn thì bướm nó sẽ vô nhiều, bướm rộ. Hoặc là ở địa phương mình thì chắc chắn là chỗ trung tâm vật vật hoặc là chi cục của vật vật hoặc là địa phương mình có cái trạm đài, người ta sẽ thông báo thời điểm nào bướm nó rộ thì mình canh cái thời điểm đó mình xử lý. Còn không thì mình nhìn nó vào bóng đèn. Còn không khi mà ra ngoài đồng mình thấy bướm nó rộ nhiều nha, nó bay lang thang ở dưới cái tán lá như này đây, thì bắt đầu có một số con bắt đầu nó chết đó. Tức là một hai con nó chết thì bà con mình cứ canh khoảng chừng 5 tới 7 ngày sau. Nếu mình muốn xài thuốc hóa học thì lúc đó mình phun thì hiệu quả cao nhất. Đó là thời điểm để phun mà gọi là ít tốn kém mà tiết kiệm chi phí. Còn thấy bướm rộ thì cứ yên tâm, không cần phun. Đúng không? Tại vì mình diệt con bướm đâu có được. Thì mình diệt cho trực để hiệu quả cao và tiết kiệm được cái công sức là tiền bạc các thứ, thì nên phun là khi thấy nó vào đèn hoặc là nó rộ ở trên đồng nhiều, lai ra một số con nó chết, thì lúc đó thì sau 5-7 ngày thì lúc đó mình phun thuốc thì nó mới an toàn và hiệu quả. Đó là một số cái điểm mà con mình nên lưu ý. Dựa vào đặc điểm sinh học của nó thì mình phải xài thuốc nó mới đúng. Cái đó gọi là bốn đúng đấy, đúng cách. Thì bà con lưu ý ha. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư rất là nhiều. Bây giờ thì chúng tôi xin dành thời gian để trả lời câu hỏi cho những khán giả đã gửi câu hỏi
bằng hình ảnh về cho chương trình. Chúng tôi có nhận được câu hỏi bằng hình ảnh của khán giả tên là Lê Văn Lới ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vậy khán giả này hỏi và kèm theo hình ảnh như sau: hiện ruộng lúa tôi đang trổ nhưng do sợ lúa bị đổ ngã và nó khó thu hoạch cho nên là tôi không có để nước nhiều ở trên ruộng. Vậy xin hỏi cái mực nước như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cái quá trình trổ của ruộng lúa hay không? Với câu hỏi này chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho anh Lới ạ. Anh Lới thấy là hồi nãy giờ chúng ta có hai nhà nông ở đây, anh Nhàn cũng như là anh Mít rất là có nhiều kinh nghiệm. Bây giờ trước khi để bàn với anh Lới thì tôi để tôi hỏi thử cái chỗ của anh Mít coi. Nghĩa là trong cái quá trình mà canh tác lúa của mình trong thời gian vừa qua đó, có những trường hợp nào mà anh thấy là lúc mà lúa trổ như trong hình này đó, thì mình không có để nước nhiều ở trên ruộng như cái chỗ của anh Lới á, thì anh thấy nó có ảnh hưởng đến cái việc trổ không? Dạ thưa thầy, thưa anh Lấy, thì nói chung với tôi theo kinh nghiệm anh đừng nên để nước nhiều, anh để anh đưa chỗ hơi điều anh chắc ra lép xếp anh để đó, nó không bị đổ ngã. Theo tôi là anh để gì không bị lép, không bị đổ ngã luôn. Thì như vậy là đổi gì tới lúa tới không, tới không, lép, không ảnh hưởng tới dạ. tới cái việc trổ mà dạ. lại nó còn tốt hơn, còn tốt hơn. Dạ. Bây giờ để giải thích cái này thì tôi có thể tách cái câu chuyện này nó ra như thế này. Bây giờ bà con biết là chúng ta phân biệt giữa cái chỗ gọi là rút khô và thiếu nước. Bởi vì khi mà anh Lới ảnh rút nước ra hay là anh để nước như vậy đó, thì chúng ta thấy là qua hình ảnh là cái đất nó vẫn còn ướt. Thì như vậy thì cái cây lúa nó không có bị thiếu nước. Mà không bị thiếu nước á, thì chúng ta thấy là nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc trổ mà như anh Mít mấy giờ nói đó. Nó không ảnh hưởng rất tốt. Nhưng mà nó rất là tốt. Tốt là sao? Là bởi vì bà con biết là cái cây lúa này nè, nếu mà tới chừng mà nó ngã đó, thì cái lóng thứ 3 và thứ 4, lóng thứ 1 là nằm trên, là lóng thứ 2, lóng thứ 3, thứ 4 này á, nó sẽ bị cong uốn cong như thế này nè. Không thôi là nó gãy. Mà muốn cho cái lúa này đứng đó, thì cái vai trò của cái bẹ của cái lá này nè, bà con biết là cái vai trò này nó có một cái vai trò chiếm tới 60% để mà ôm cái cân thân cây lúa như thế này để cho cái cây lúa nó đứng vững. Mà cái bẹ này bây giờ mà nếu mà anh cho nó nằm ở trong nước như thế này á, ánh sáng mặt trời nó không có rọi xuống được cái bẹ, thì anh thấy là nó có cái màu trắng mà lại nó mềm, giống như là mình ăn cái dưa bồn bồn hay là cái năng đó, thì chúng ta nhổ mấy cái chỗ mà nó còn trắng phao ở dưới lên á, mình ăn nó rất là giòn, nó rất là mềm. Mà trong khi cái ông đào mà có màu xanh rồi ăn dây nhách ha. Thành thử ra bây giờ là nếu như mà mình giữ nước như thế này là nó không có ánh sáng thì nó trắng phao, nó mềm xèo như vậy, thì cái khả năng để mà nó giữ cho cái thân cây lúa cứng là dở hơn là cái chỗ là chúng ta rút nước để cho nó có cái ánh sáng đi xuống. Thành ra cái đấy là cái cơ sở tôi cho rằng rất là tốt. Và đồng thời khi mà mình rút như vậy đó thì đất nó dễ giặt như thế này, cái rễ nó sẽ ăn bám xuống sâu nên nó cũng đỡ cái việc gọi là tróc gốc của cái cây lúa. Nên cái cơ sở mà chúng ta để cho cạn nước như vậy là tốt. Nhưng mà bà con lưu ý cái chỗ này, nếu mà cái giai đoạn này mà để bị thiếu nước thì rõ ràng là sẽ ảnh hưởng đến cái tiến trình trổ rồi thụ phấn rồi sau này lúa lép rất là dữ. Mà thiếu nước có nghĩa là gì? Bà con thấy giữa trưa mà cái lá cờ này á, mà nó cuốn xe trở lại, nghĩa là anh mới thấy là nếu mà mình rút ra vậy mà giữa trưa mà lá mà nó hay là anh Lới biết là lá mà cuốn xe lại như thế này, có nghĩa là dưới này nó đã là bị thiếu nước. Lúc đó mình gọi là rút cạn nước mà bị thiếu nước thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiến trình trổ và ảnh hưởng đến cái cây lúa giàu chắc về sau. Nên chính vì vậy đó mà bà con thấy là trong cái kỹ thuật canh tác luôn luôn được khuyên rằng ở cái giai đoạn lúa trổ là để cho an toàn nhất là mình đừng có làm cho nước cạn. Bởi vì nhiều khi bà con lo đi đám đi tiệc gì mình tính rằng cạn rồi về mình bơm nhè về cái rồi mình thấy rượu rồi này kia ra bơm không kịp để cho nó thiếu nước một cái là coi như là cái công của mình sẽ bỏ đi. Bởi vì nó thiếu nước một cái là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc trổ, ảnh hưởng đến cái hạt phấn, ảnh hưởng đến cái sự tạo ra cái hạt lúa chắc sau này. Thành ra người ta khuyên để bây giờ chắc nhất là mình cũng để cỡ này nè, để mà mình có quên một hai ngày gì đi nữa thì nó cũng vẫn không bị thiếu nước.
là cái đó là do cái an toàn, chứ không phải là người ta biểu phải để có nước như thế này thì nó mới không ảnh hưởng đến cái gọi là cái diệt trổ. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Sau đây chúng tôi xin mời anh Lê Công Bằng trả lời câu hỏi bằng hình ảnh cho khán giả Võ Văn Tùng ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Vị khán giả này hỏi như thế này: ruộng tôi xạ giống OM5451 được 57 ngày, lúa đang có đồng khoảng 3 cm. Đi thăm ruộng thấy một số chỗ lá bị vàng. Khi nhổ lên thì thấy rễ lúa bị vàng và đen như trong hình. Tôi nghĩ thì chúng bị ngộ độc hữu cơ muộn. Vậy xin hỏi nên xử lý như thế nào để cho lúa trổ kịp với những chỗ khác ở trong ruộng? Dân, xin mời anh Bằng. Xin chào anh Tùng, xin chào bà con. Tôi tiếc quá, anh chỉ gãi cái bộ rễ thôi, còn thiếu cái bộ lá và cái thân. Tại vì nếu đó như thế, chúng tôi chẩn đoán nó chính xác hơn. Tại chúng anh biết thì trên cái vàng lá trên lúa chúng ta gặp rất nhiều trường hợp. Ví dụ như mình thấy là vàng mà cái lá lúa mà gọi là vàng mùa, vàng lùng mà ở giai đoạn muộn á, thì nó vàng nó bẹt ra, cái lúa yếu đi và từ từ chết. Hoặc cái vàng thứ hai là có thể là vàng do bệnh, nấm bệnh. Chính vì vậy mà chúng tôi còn thiếu bộ lá nên thử chúng tôi chẩn đoán nó không chứ có năng là không chính xác. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi sẽ theo cái hướng của anh dưới cái bộ rễ. Thì bộ rễ anh đưa về cái hình mà cung cấp chúng tôi á, thì tôi thấy là cái bộ rễ này đúng là đã có triệu chứng của ngộ độc hữu cơ. Và trước đó thì thấy nó cái màu vàng rễ cũng có, thì tôi nghĩ đó cũng có năng là ngộ độc vàng nữa. Và anh có cung cấp cho thông tin là lúa anh 5451 mà 57 ngày, trong khi đó đồng mới cái 3 cm, có nghĩa là chúng ta có bên lớn nè. Có nghĩa là cái lúa của anh là giai đoạn mà quá trình sinh trưởng hầu như là nó đã bị kém phát triển. Nếu mà thông thường thì lúa 5451 chúng ta biết là từ 60-63 ngày đầu chỗ lật sạc rồi. Thành thử ra đây đến đó còn có khoảng 5-7 ngày nữa mà cái đồng anh còn quá, có nghĩa là cái tình trạng đất anh đã bị thiếu dinh dưỡng để cái lúa nó quá trình nó tổng hợp hoặc nó tạo phân hóa độc nó bị trì trệ lại. Chính vì vậy mà bây giờ nếu mà trường hợp giải quyết theo góc độ là nếu mà ngộ độc hữu cơ muộn thì anh nhận định đó tôi nghĩ là đã chính xác rồi, thì anh rút nước ra để cho cái thoát ra cái khí độc ở nó đang phân vải trong đất này, rồi lúc đó thì anh giữ đó khoảng 5-7 ngày. Nếu mà anh 5-7 ngày anh thấy cái lúa anh nó xanh lại có nghĩa là cái dinh dưỡng trong đất còn, nhưng mà do cái ngộ độc hữu cơ nó tiết ra cái khí mà làm cho cái rễ lúa ăn không được, thì lúc đó thì anh cứ tiếp tục giữ và chúng ta đưa nước lại và chúng ta chuẩn bị cho quá trình nó trổ. Thì chắc chắn rằng là cái lúa anh mà khi lúc này nó trổ thì nó sẽ gây ra tình trạng là trổ sẽ không đều. Tại vì cái nếu mà độc hữu cơ thì nó phân bố không đều trên đồng ruộng. Chính vì vậy mà anh có thể tham khảo có ý kiến của chỗ anh Mít vừa rồi. Có nghĩa là khi mà lúa anh chuẩn bị trổ lạc sạc hay là trổ bông gió đó, chỗ nào vàng thì anh có thể là đi chỗ đó chúng ta rải lại một ít phân UDA kali để cho giúp cái lúa chúng ta cung cấp đầy đủ phân. Bên cạnh đó có thể là anh phối trộn thêm cái lacti để phun giúp cho cái nó tăng cường sức khỏe lên, nó trổ lược với những cái cây mà hoặc là những cái nơi mà không bị ảnh hưởng của ngộ độc hữu cơ muộn như anh nói. Một số thông tin cung cấp của anh, hy vọng là anh giải quyết vấn đề này nó sẽ được tốt. Xin chào. Dạ, xin cảm ơn anh Bằng. Tiếp theo chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai trả lời câu hỏi cho khán giả Nguyễn Thanh Sang ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Khán giả hỏi và kèm theo hình ảnh như sau: ruộng lúa tôi đang trổ, thấy trên lá có nhiều cái vết bệnh như ở trong hình. Xin hỏi đây là bệnh gì? Chúng có lây lan làm lép hạt lúa hay không? Dân xin mời Phó Giáo sư. Dạ, xin chào anh Sang và quý khán giả xem đài. Nói chung cái ảnh qua cái màn hình nhỏ đó, với chúng tôi nhận được cái hình này thì cũng có xem qua, cũng xem lâu lắm ạ. Cái này phải đoán rất là khó, bởi vì cái hình chụp thì về màu sắc thì nó chất lượng đẹp, nhưng mà cái hình dạng đó, tức là cái dạng hình mà tiêu biểu cho một cái loại bệnh nào đó thì nó không có rõ lắm. Cái này thì thật ra thì mình cũng không có trách cái người chụp hình đâu, mà tại vì cái đặc điểm của cái vết bệnh này nó như thế giai đoạn này, thì qua cái vết bệnh mình thấy rõ ràng là nó có cái màu hơi nâu, hơi xám xám nha, nó kéo dài. Thì đây là những cái bệnh mình chắc ăn là biết là nó là bệnh do nấm trên cái lá rồi. Bây giờ nó có 3 loại bệnh chính. Nếu cái vết bệnh đó nó kéo dài mà mình thấy là nó có cái gạch đó, gạch gạch giống như mình cầm cục phấn mình gạch gạch ở trên cái bảng á, tức là hình chữ nhật á, thì cái này gọi là cái bệnh gạch nâu do con nấm, gọi là Emmensporium. Đấy. Bây giờ nếu mà cái vết bệnh này đó mà nó hơi bầu tròn tròn á, nó giống như cái hột gà đó, cũng màu nâu nữa, thì cái này gọi là cái bệnh gọi là đốm nâu. Đốm nâu thì gọi là đốm nó tròn, thì mình gọi là cái tác nhân là do một cái loại nấm Scotbora. Đấy. Mà hai cái này không có giống. Bây giờ chỉ còn lại cái bệnh thứ ba thôi, tức là mình nghi ngờ là bà con mình có thể đoán là bệnh gì? Trái lá đấy, đúng không? Hầu hết bà con mình nhìn thế nào cũng nói cái này là bệnh trái lá, tức là cái bệnh gọi là đậu ôn đấy. Mà nếu là bệnh trái lá giai đoạn này thì đúng là hai đầu nó nhọn,
cái vết phía trên dưới nó nhọn, nhưng mà cái bụng ở giữa, tức là cái phần giữa nó phải gồ ra, nó phải to ra. Và cái tâm ở giữa giai đoạn này là nó phải bắt đầu nó gì, nó nhạt màu, nó phải xám xám rồi, nó trắng lên rồi. Cái này không phải, thì cái này cũng rất là khó đoán. Vậy thì nó là bệnh gì? Vì ba bệnh không giống nào hết, thì bệnh gì? Thì về mặt khoa học thì tôi đoán á, nghiêng về phần bệnh trái lá nhiều hơn. Tại vì có thể là giai đoạn này lúa trổ xẹt rồi, trước đây bà con mình đã sử dụng những cái giống chống chịu, hoặc là mình sử dụng những cái chất kích kháng. Kích kháng tức là cái vết bệnh khi nó thể hiện thì nó sẽ không rõ và nó sẽ nhỏ lại. Hoặc là trước đây bà con mình đã xử lý một hai lần thuốc trừ bệnh rồi, tức là thuốc dùng để chiên đặc trị cái bệnh trái lá. Cho nên bây giờ cái vết bệnh làm sao? Nó nhỏ lại, nó khô, nó tốt lại. Nói chung thì dầu bệnh gì đi nữa thì nó cũng rơi vào ba trường hợp này, là tất cả những cái bệnh này đều do con nấm. Mà ba con nấm này thì đều là những cái tác nhân gây bệnh lem láp hạt lúa, tức là những con nấm nó sẽ qua cái vỏ hạt. Do đó thì nếu giai đoạn này mà con mình không trị triệt để thì chắc ăn khi mà lúa nó trổ xong, giai đoạn đang trổ nè, trổ xẹt thì nó sẽ qua. Và khi dứt trổ thì vết bệnh nó sẽ thể hiện. Nói chung là những loại bệnh này nó sẽ truyền qua và nó sẽ tiếp cận đến cái vỏ hạt, và nó sẽ gây cái hiện tượng gọi là bệnh lem láp hạt. Do đó thì với hình này thì bà con mình nên giải quyết bằng cách là gì? Là mình trước đó mình phải bón phân nó cân đối, giữ nước đầy đủ. Nếu nó là gạch nâu đốm nâu thì chỉ cần là bón phân đầy đủ cân đối là nó sẽ hết bệnh. Còn nếu là trái lá là mình phải phòng ngừa ngay. Thì lúc này nếu mà mình trị nó được triệt để rồi thì đến lúc mà nó trổ xẹt hoặc là dứt trổ thì nó sẽ không bị bệnh lem láp hạt. Bây giờ nếu lỡ nó bệnh rồi thì bà con mình phải có cách giải quyết. Nói chung là lúc này thì chỉ còn can thiệp bằng thuốc hóa học thôi. Nghĩa là nếu là bệnh lem láp hạt thì mình phải phun trước trổ và sau trổ. Lúc này thì lúa trổ rồi, như thì trước trổ là không kịp. Như thì sau khi dứt trổ bà con mình có thể phun một lần thứ hai, tức là phun những loại thuốc là phổ rộng, chuyên đặc trị nhiều loại nấm. Thì trong này có ba con nấm chúng tôi vừa trình bày đó, thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh lem láp hạt trên cây lúa. Thì đó là cái phương pháp mà chúng ta có thể giải quyết trong trường hợp là tình hình lúa hiện nay với cái tình trạng như vậy. Đó là cái trường hợp là lúa nghi ngờ nó sẽ bị bệnh lem láp hạt. Thì cách giải quyết ha, bà con lưu ý. Lem láp hạt là phun trước trổ và sau trổ khoảng chừng 5 đến 7 ngày. Bây giờ nó đã trổ xong rồi thì sau khi trổ xong bà con mình nên phun một lần nữa. Và phun buổi chiều, buổi sáng là có thể là lúa nó đang hạ họng, nó hé ra, mình phun thuốc coi chừng nó sẽ bị lép nhiều hơn. Đó là cách mình né, vì phun lên buổi chiều là hợp lý nhất. Đó là cách giải quyết đối với trường hợp là hạn chế lem láp hạt mà lây từ cái lá nó qua. Đấy. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Chúng tôi có nhận được câu hỏi của khán giả tên là Nguyễn Văn Bì ở Thốt Nốt, Cần Thơ, hỏi như thế này: có phải lúa trổ nhanh thì cho năng suất cao hơn lúa trổ chậm hay không? Bao nhiêu ngày thì gọi là trổ nhanh và bao nhiêu ngày thì gọi là trổ chậm? Vấn đề này chúng tôi xin mời Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho anh Bì. Em Bì biết là cái con số mà thông thường á, một cái bông lúa như thế này mà khi nó trổ mà nó vừa thoát ra khỏi cái bẹ của cái lá cờ này á, là những cái hạt lúa nào, những cái bông lúa nào mà thoát ra cái là nó tung phấn liền. Rồi sau đó ngày hôm sau đó lại đẩy tiếp cái bông lên. Thì thông thường là trong khoảng cỡ chừng là 5 cho tới 7 ngày thì nó mới hoàn tất một cái việc trổ như thế này. Thì như vậy là nếu như mà trên một cái bông lúa mà chúng ta thấy là nó kéo dài quá, 7 ngày, 8 ngày nó mới trổ như thế này thì như vậy gọi là chậm rồi. Và cái thứ hai nữa đó là giữa cái bông lúa mà chính này với cái bông lúa mà nhỏ hơn á, thì thông thường á, thì người ta thấy rằng nó cũng trên nhau khoảng cỡ chừng 5 cho tới 7 ngày. Mà nếu như bây giờ bà con biết là ông này ông đã trổ ra rồi 7 ngày rồi mà cái ông ở dưới này ông mới vừa nhú nhú lên á, thì như vậy gọi là trổ chậm không đều. Thì chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất. Là bởi vì sao? Bởi vì trong lúc mà mình thu hoạch á, mà những cái hạt ở trong này vẫn còn vào gạo, thì rõ ràng là cái ông này trổ chậm quá rồi, thì cái ông này lúc mà chúng ta thu hoạch thì ông trở nên lép lửng. Thì như vậy đòi hỏi là nếu như mà trường hợp trên một cái bông mà trổ thật cho nó lẹ, và trên cùng một cái bụi lúa như thế này mà nó đồng loạt, thì chắc chắn rằng khi mà chúng ta thu hoạch đó, thì những cái hạt mà chín trước thì nó không có quá lâu để nó có thể rụng, và những cái hạt mà ra sau á, nó cũng không quá non để trở nên lép lửng. Thành ra như vậy thì em Bì thấy là nếu như mà trổ nhanh đồng loạt thì rõ ràng là nó sẽ cho cái năng suất cao hơn.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Khán giả tên là Võ Thanh Nhàn ở Tân Hồng, Đồng Tháp có gửi câu hỏi về như thế này. Cây lúa khỏe, trổ tập trung thì sẽ ít bị bệnh lem lép hạt hơn so với cái lúa mà nó trổ chậm phải không? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai tư vấn cho anh Nhàn. Dạ, xin chào anh Nhàn và quý khán giả xem đài. Nói chung thì các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, kể cả bà con mình ai cũng đồng ý là nếu mà trổ thoát nhanh gọn lẹ thì năng suất nó sẽ cao. Thầy dễ cũng vừa trình bày. Bây giờ cái còn lại là nếu mà nó dài ra thì làm sao? Thì nó dài ra có nghĩa là cái thời gian nó phơi bài lâu. Lâu có nghĩa là cái cơ hội sao? Con nấm, con diệt khuẩn nó tới cái hạt. Cái vỏ hạt cái lúc mà nó bung ra đó là lúc đó là cái vỏ hạt nó phơi bài ra ngoài. Con nấm diệt khuẩn nó tới nhanh, nó gây bệnh. Cho nên nếu mà cái thời gian mà trổ lẹ, trổ nhanh thoát đồng loạt có nghĩa là mình né được cái tác nhân bệnh tật nó tới. Sâu bọ cũng vậy. Như thì ít bệnh tật, ít sâu bọ thì chắc ăn là năng suất nó sẽ cao. Nói chung là trong giai đoạn này mình né được cái thời kỳ tức là sâu bọ nó đến thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh tật. Như vậy thì năng suất nó sẽ cao. Thì hai trổ nhanh thoát nhanh thì là tốt hơn là trổ chậm. Dĩ nhiên là ở đây mình không có loại trừ trường hợp mà bị yếu tố thời tiết. Thời tiết nhiều khi cái đó mình không có đoán được, nhiều khi mình đoán nó sai, đó thì thôi mình không nói. Bây giờ mình nói chỉ về mặt sâu bệnh thôi. Thì nếu thời kỳ này trổ gọn, trổ nhanh thì mình sẽ né, tức là mình thoát được cái cơ hội là các loại nấm, bệnh, sâu bọ tới gây hại trên cái bọng lúa thì năng suất chắc ăn nó sẽ cao. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Khán giả tên là Trần Văn Ba ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long hỏi như thế này: tại sao khi lúa ở giai đoạn đồng trổ thì sâu bệnh gây hại nhiều hơn những giai đoạn khác? Câu thứ hai anh hỏi là khi mà bổ sung cho cây lúa đầy đủ các chất trung và dư lượng thì có giúp cho lúa trổ nhanh hơn hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho anh Ba. Cái câu hỏi đầu tiên của anh Ba đó là tại sao ở cái giai đoạn mà đồng trổ thì lại là sâu bệnh nhiều hơn? Nó có ba cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái nguyên nhân do bản thân của cái mầm bệnh hay là dịch hại đó. Tức là ngay từ đầu nếu như mà nó xuất hiện thì cái mật số nó còn ít. Thì với cái thời gian phát triển của cây lúa dài như vậy thì chính bản thân của các mầm bệnh là có cơ hội để nhân mật số nhiều hơn. Thì cái đó thì mình thấy là tới cái giai đoạn đồng trổ là nó mật số nó nhiều. Cái đó là bản thân của sâu bệnh. Cái thứ hai là do bản thân của cây lúa. Tới cái giai đoạn này, và con nhớ lúc nãy tôi nói cái giai đoạn mà màu vàng ở giữa giai đoạn đồng trổ á, thì một cái sự tích lũy dinh dưỡng ở trong bản thân của cây lúa rất là nhiều. Để nó chuẩn bị nó làm gì? Nó tạo ra cái bộ lá đồng, nó tạo ra cái bông lúa non, nó tạo ra một cái bộ rễ nhiều nhất, thành ra cái lượng dinh dưỡng mà tích lũy để nhiều. Mà con sâu con bệnh thì nó tấn công cây lúa để làm gì? Để nó lấy thức ăn, thì dinh dưỡng nhiều là nó sẽ phát triển nhiều thôi. Thành ra cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái môi trường trong cái giai đoạn này rất thuận lợi để cho cái dịch hại đó nó cư ngụ và nó phát triển. Bởi vì lúc đó là cái bộ lá nó rất là sum xuê, lá rất là nhiều. Thành thử ra cái đó tạo ra một cái tiểu khí hậu ở bên dưới có bóng râm, có ẩm độ cao để kia, nên đấy là cái cơ hội, cái môi trường tốt để cho nó phát triển. Thành ra ba cái đó nó nhập lại cái chỗ là nó sẽ làm cho cái dịch bệnh nó trở nên nhiều hơn ở cái giai đoạn này. Cái đấy là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai á, là nếu mà anh bổ sung đầy đủ, nếu như mà cái lúa mình thiếu chất trung dư lượng mà mình bổ sung đầy đủ thì chắc chắn rằng là hồi nãy giờ chúng ta nói là cái dinh dưỡng nó sẽ quyết định, mà thiếu dinh dưỡng, dư dinh dưỡng đều có ảnh hưởng đến cái sự trổ. Thành ra bây giờ mà nó thiếu trung dư lượng mà anh bổ sung đầy đủ thì chắc chắn là nó sẽ trổ đẹp hơn thôi. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Khán giả tên là Nguyễn Văn Triều ở Vũng Liêm, Vĩnh Long hỏi như thế này: lúa tôi còn 15 ngày nữa sẽ cắt, nhưng hiện nay đó là cái đồng ruộng kế bên phun thuốc khai quang. Vậy tôi xin hỏi là liệu lúa tôi có bị ảnh hưởng gì từ cái thuốc khai quang kế bên hay không? Chúng tôi xin nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai tư vấn cho khán giả này ạ. Dạ. Xin chào anh Triều và quý bà con. Thật ra thì khi mình sử dụng những cái loại thuốc trừ cỏ đấy thì mình phải lưu ý là cái thời điểm, cái này quan trọng lắm. Thì anh hỏi bây giờ là lúa mà 15 ngày nữa mà cắt á, mà ruộng ở bên cạnh người ta xài thuốc á, thì tôi nghĩ là chắc là nhiều khi cái lúa này nó còn nhỏ, chứ nếu mà lúa mà nó lớn cỡ đó mà còn xài thuốc là không được rồi. Đấy. Thì anh nói thuốc khai quang. Thì thông thường thì thuốc trừ cỏ nó có hai loại người ta hay gọi là khai quang. Một là 24D, cái này là thuốc trừ cỏ lá rộng. Mình phun thì diệt các cái loại, nói chung là cỏ lá rộng, những cái loại cỏ mà nói chung là vườn tựa còn nó nhiều đó. Cái thứ hai là cái nhóm cỏ cháy.
Cỏ cháy thường hoạt chất nó gọi là paraquat. Cái này bà con mình hay xài phun trên cỏ bờ. Mình chỉ xài paraquat là khi nào là những cái cây trồng mà nó không có mặt trên đồng ruộng. Có nghĩa là mình diệt hết những cái loại thực vật mà khi nó dính thuốc. Nó thuốc tiếp xúc mà. Vậy thì nếu trên ruộng mình mà mình phun paraquat mà nó có cây lúa là lúa chết. Nghĩa là cái thuốc này mình phun hay nó dính chỗ nào thực vật mà có màu xanh là nó chết chỗ đó. Cho nên bà con thấy là thường người ta gọi là thuốc cỏ cháy hay là gọi là thuốc khai quang là nó đấy. Tại vì mình phun nó sạch sẽ chứ. Hay chỗ nào phun dính thuốc là nó chết. Vậy thì nếu giai đoạn này cái ruộng của anh Triều là bên đây thì mình còn 15 ngày nữa mình thu hoạch. Thì không sao. Thuốc nó có qua cũng không sao. Tại lúc này là coi như là cây lúa nó đã gì? Nó hoàn chỉnh cái chuyện mà mình gọi là cái vòng đời nó rồi. Nó sắp sửa là nó tích lũy là dinh dưỡng năng lượng rồi. Nó chỉ còn là gì? Nó khô đặc lại để nó giàu chắc thôi. Bộ lá hết quan trọng rồi. Không có sao. Nhưng thật ra thì đối với paraquat mình phun gần. Nếu thuốc nó bay qua thì có ảnh hưởng là không có ảnh hưởng gì đến cái bông. Có nghĩa là có ảnh hưởng đến cái lá nhưng bông thì không sao. Bởi vì gần thu hoạch còn mấy ngày không vấn đề gì cả. Nhưng mà cái paraquat thật ra thì bà con mình nên lưu ý thế này là chúng ta không nên phun vào giai đoạn này. Chỉ phun lúc mà trên lúa, trên đồng mình lúc mà mình không có cây lúa mình làm, nói chung là trước khi làm cỏ đấy. Hoặc là mình nhử cho cây lúa nó mọc lên, cỏ nó mọc lên, lúc đó mình đem ra mình diệt sạch hết rồi sau đó mình mới cài dùi đúng không? Cài dùi rồi mình mới lật đất rồi mình mới làm đất trở lại thì tốt. Còn lúc bây giờ nếu trên đồng ruộng mình có cây trồng, có thực vật, có cây lúa bên cạnh thì không nên. Nhưng mà bây giờ ruộng hàng xóm các ông bên cạnh ông muốn xài là mình cũng đâu có cấm ông được. Thì nói chung là giai đoạn này cây lúa mình đã gần thu hoạch rồi thì dẫu cho bên cạnh mình có xài 24D hoặc là paraquat cái gì đó là cũng không sao. Thì anh Triều em cứ yên tâm, không có lo mất năng suất đâu mà sợ. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư rất là nhiều. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, đối với những cái vụ mùa mà diễn ra trong cái điều kiện thời tiết mưa bão như là vụ thu đông này thì cái vấn đề là làm sao để mà cho cây lúa nó giàu gạo nhanh, hạn chế được cái tình trạng lúa bị lem lép hạt được xem là cái yếu tố rất là quan trọng để mà bảo toàn hiệu quả trong sản xuất. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Chúng tôi kính mời hai nhà khoa học, quý vị khách mời cũng như quý bà con cùng theo dõi ngay sau đây. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển của ruộng lúa, giai đoạn đồng trổ rất nhạy cảm trước những diễn biến của dịch hại cũng như điều kiện ngoại cảnh. Khi cây lúa tập trung dinh dưỡng để phân hóa đồng, tạo ra môi trường thuận lợi để các đối tượng côn trùng như sâu cuốn lá, rề nâu gia tăng mật số. Những tác nhân gây bệnh như nấm, vi khuẩn cũng có đủ các yếu tố để phát tán, gia tăng áp lực lên cây lúa. Chính vì vậy, bên cạnh áp dụng các biện pháp chăm sóc để cho ruộng lúa trổ nhanh và đồng loạt, thì bà con nông dân cần phải thường xuyên thăm đồng, kịp thời xử lý các đối tượng dịch hại, bảo vệ cây lúa trổ an toàn. Thì vậy là mình phải tập trung để phun ngừa các loại bệnh, như là cái loại bệnh là khuẩn, rồi bệnh đậu ôn, và đồng thời một số cái côn trùng, cũng như là bộ xích và cái sâu cuốn lá. Thì như vậy thì là muốn đảm bảo cho đạt được năng suất thì ở ngay vào giai đoạn này thì mình sẽ tập trung là để ngừa bệnh là cây lúa trước khi nó trổ đồng loạt, và sau đó là khoảng 10 ngày sau thì mình sẽ tiếp tục là để phun ngừa lại một lần hai nữa, như vậy thì mới đảm bảo. Và cần thiết thì cái lần ba là khi mà lúa cong cái me thì coi như là mình phải phun thêm lần ba để cho nó đạt được cái hiệu quả cao nhất, và đồng thời để cho cây lúa nó giàu chắc, nó được lẻ hơn. Lúa là chỗ đều cong trái me rồi thì chỉ còn sợ nhất là sâu cuốn lá đó. Chứ còn thời tiết năm nay thì gầy thì ít không đến nỗi, chỉ còn sâu cuốn lá với là đậu ôn cổ bông với trái bìa lá. Thì ba đối tượng đó là khi mình chỗ cong trái me rồi là mình thì xịt ngừa ba cái đó là an tâm, không có sao hết. Bên cạnh vấn đề quản lý dịch hại thì các biện pháp giúp hạt lúa giàu chắc nhanh, tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện năng suất lúa. Thông thường, trong giai đoạn này, các biện pháp cung cấp dinh dưỡng qua gốc ít được áp dụng. Trong những trường hợp cần bổ sung thêm dinh dưỡng thì các loại phân bón qua lá được xem là sự lựa chọn hiệu quả. Qua ghi nhận thực tế, thì nhiều bà con còn sử dụng thêm các chế phẩm sinh học để giúp hạt lúa giàu gạo nhanh, cải thiện màu sắc cũng như chất lượng hạt lúa khi thu hoạch.
làm cho cây lúa nó là chỗ đồng loạt, rồi nó giàu chắc cũng đồng loạt, và đồng thời là mình kích thích những loại thuốc mà nó giàu chắc lẹ thì nó làm cho là cây lúa nó giàu chắc sớm, thì nó cũng hạn chế được để ảnh hưởng để cái mưa gió á, trong cái mùa này. Thì nếu mà mình đảm bảo được các cái khâu này á, thì coi như là chắc ăn là cái lúa mình sẽ đạt năng suất cao. Lá cây siêu to á, thì sử dụng khi trong trái mè chỉ dùng một lần một thôi cho nó vô gạo nhanh. Nếu mà mình sử dụng la cà siêu tô thì nó mau chín hơn, có thể rút ngắn thời gian 1-2-3 ngày. Đó. Mà hộp lúa nó rất tốt, đẹp. Tuy có nhiều giải pháp kỹ thuật nhưng có thể khẳng định năng suất và chất lượng lúa thu đông phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Mưa nắng bất thường kèm theo dông bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giàu chắc của hạt lúa. Bên cạnh đó còn làm gia tăng khả năng đổ ngã, ảnh hưởng đến phẩm chất hạt lúa, cũng như gây khó khăn cho khâu thu hoạch. Những cơn mưa trên diện rộng những ngày gần đây đã làm cho không khí có phần mát mẻ hơn, nhưng cũng mang đến không ít những nỗi lo cho bà con nông dân, đặc biệt những nơi có các trà lúa đang trong thời kỳ trổ chín. Qua ghi nhận vừa rồi, chúng ta thấy có một cái cảnh tượng mà nhà nông chúng ta không có thích lắm, đó là khi mà lúa mà bắt nó đang trong cái giai đoạn trổ mà trời thì chuyển mưa. Nhân đây chúng tôi cũng xin muốn được hỏi nhà nông Nguyễn Thanh Nhàn rằng là nếu như ruộng lúa của anh mà gặp phải cái tình trạng đó thì vấn đề gì là khiến anh quan tâm nhất ạ? Bà con, thì trong thời điểm hôm nay thì mưa bất thường, thì thứ nhất là tôi anh lo lắng nhất là một là vấn đề cái ảnh hưởng đến cái năng suất, hai thì khả năng thụ phấn của cây lúa và nhiễm bệnh sâu bệnh nhiều, và cái thứ tư nữa thì gây ra cái đổ ngã và thất thoát cái sau cái thu hoạch. Vâng, xin cảm ơn anh Nhàn. Bây giờ thì chúng tôi muốn được hỏi thêm anh Nguyễn Văn Mít là cái tình hình mưa gió ở ruộng của mình trong mấy ngày vừa qua như vậy đó, thì anh đã làm gì để mà đối phó với cái tình hình hiện tại? Thì nói chung mưa gió thất thường á, thì nếu lúa mình chỗ điều không trái me mà hơi đỏ đuôi một vài hạt, mình nên xử lý la ca su tô cho nó vô gạo nhanh và chắc tới cậy. Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Qua ý kiến trao đổi vừa rồi của hai nhà nông thì chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ có thể giải thích thêm là cái quá trình giàu gạo của hạt lúa sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố nào là chính, và với cái tình hình hiện tại thì giáo sư có lời khuyên gì để mà giúp bà con nâng cao hiệu quả trong sản xuất trong cái điều kiện là mưa gió thất thường thế này? Dạ. Bây giờ bà con có thể là đặt ra cái câu hỏi, bây giờ giàu gạo tức là giàu cái gì? Tức là cái tinh bột nằm ở trong cái hột lúa này. Mà cái tinh bột trong hột lúa này từ đâu ra, bà con đâu có bón tinh bột cho nó ăn đâu. Mà như nãy tôi nói đó, là do cái bộ lá đồng này nó sẽ quang hợp để mà nó tạo ra đường. Đường nó mới là đem xuống đây, cái nó đem vô ở trong cái hạt lúa này. Mà lúc mà cái hạt lúa mà mới vừa ngậm sữa, bà con nhăn nó ngọt là bởi vì đường từ cái lá này nó chuyển qua. Rồi sau đó nó mới thành ra cái tinh bột. Thành ra cái việc nãy giờ đó, trong phóng sự cũng vậy, mà không thôi là anh Nhàn với anh Mít nói nãy giờ cũng vậy. Bây giờ những cái gì mà ảnh hưởng đến cây lá này là sẽ ảnh hưởng đến quang hợp. Mà ảnh hưởng đến quang hợp có nghĩa là ảnh hưởng tạo ra đường, thì ảnh hưởng đến cái sự giàu gạo. Thì như vậy là rõ ràng là bây giờ thời tiết âm u, không có ánh sáng, thì làm sao nó tạo ra đường? Sâu bệnh tấn công lên đây làm hư cái nhà máy tài tạo ra đường này, thì làm sao cái nhà máy này tạo ra đường đem vô đây? Thành ra bây giờ phải ngăn chặn làm sao đừng có để cho sâu bệnh tấn công. Thì hồi nãy giờ bàn rất là nhiều, thầy hai cũng bàn mà anh Bằng cũng bàn là cái cách làm sao để chúng ta ngăn chặn cái đó. Nhưng bây giờ thời tiết thì bây giờ làm sao thay đổi được? Tức là thiếu ánh nắng thì cái sự quang hợp nó dở. Thì anh Mít hồi nãy anh có một cái đề nghị là bây giờ tăng cường quang hợp nó bằng cái la ca sô tô, thí dụ như vậy. Đó là cái giải pháp mà bây giờ mình không đổi thời tiết được, thì mình sẽ kích hoạt làm sao cho cái lá này nó quang hợp nó được tốt hơn, để mà nó tạo ra cái đường nó mới đem vô đây, mình gọi nó là giàu gạo. Nhưng mà bà con còn nhớ có mấy cái như thế này nghe không? Cái lá mà tạo ra đường rồi chưa chắc gì nó vô gạo đây, còn đường vận chuyển nó có đi đem qua được tới đây hay không? Cái nghĩa là nhà máy nó tạo ra rồi nhưng mà nó vận chuyển không được tới đây thì cũng như không. Thì con đường vận chuyển nó qua đâu? Xuống cái bẹ, qua cái thân đưa lên đây. Thì nếu bà con nào là để nhịn vé tấn công đây, rầy nâu nó tấn công đây, đậu cổ bông nó quánh trên cái đường đi này, thì rốt cuộc lại đường tạo ra đây nhưng mà không qua được tới đây. Và cái thứ ba nữa là cái sự chuyển hóa cái đường này thành ra tinh bột.
Bởi vì lúc đầu thì ngậm sữa thì ngọt, nhưng mà bây giờ nếu mà nó ngọt hoài, nó không chuyển qua thành ra tinh bột, thì rõ ràng là sẽ không có thể nào mà chuyển dẫn đường tiếp tục nữa. Thì lúc đó cái hạt nó sẽ không có mẩy. Thì cái chỗ anh Mít nói lúc nãy, cái là cà sô cô tô nó cũng có cái khả năng giúp cho cái việc chuyển hóa từ cái đường này thành ra tinh bột một cách nó nhanh chóng. Thì như vậy thì nó lại tiếp tục đưa đường qua bên đây nữa. Và một cái cuối cùng là mình làm sao mình giữ cho cái kho này. Nãy giờ bàn với nhau là cái vấn đề lem lép hạt. Bây giờ mình tạo ra đường tốt, chuyển dẫn đường tốt, đem qua đây tốt. Nhưng mà qua tới bên này rồi là bệnh lem lép hạt, không thôi là côn trùng. Nó tấn công vô cái hạt lúa non này thì là rò rỉ hết trơn trọi, thì rốt cuộc lại cũng không có năng suất. Thì đấy là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái quá trình giàu gạo của cái hột lúa, mà tôi nghĩ rằng bà con nếu mà quản lý tốt được cái đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ giữ được cái gọi là cái thành quả của mình trong cái giai đoạn đầu. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Qua ý kiến trao đổi của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ thì không biết là về phía anh Lê Công Bằng á, thì có những cái sáng kiến gì để mà giúp cho bà con bổ sung thêm những giải pháp để giúp cho ruộng lúa của bà con khắc phục được những cái khó khăn mà do thời tiết gây ra hay không ạ? Xin chào bà con. Thì nói trường hợp mà chúng ta đã biết là sử dụng trường hợp mưa gió, có nghĩa là từ ánh sáng mặt trời chiếu được khoảng nào là ta tận dụng khoảng đấy, đặc biệt trong cái vụ thu đông này. Chính vì vậy mà để làm cái hiệu quả, có như cái hiệu quả để sử dụng ánh sáng trong giai đoạn này là rất cần thiết. Chính vì vậy mà cái trong quy trình sức mạnh sinh học là giai đoạn cuối đó, giai đoạn công chế me, thì phía công ty thành chúng tôi có khuyến cáo bà con sử dụng cái Lacasuto. Là Lacasuto đây là cái thuốc dạng kích thích sinh trưởng, là giúp cho quá trình xảy ra cái phản ứng là tạo tinh bột đó. Chúng ta cần những cái nước, ánh sáng và diệp lục nó sẽ tạo ra tinh bột. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta phun cái Lacasuto sẽ giúp cho quá trình này nó được diễn ra tốt hơn, mạnh mẽ hơn, và tận dụng được thời cơ, có nghĩa là tận dụng được ánh sáng ít ỏi hoặc ánh sáng trong thời gian ngắn để giúp cho quá trình giàu gạo được tốt hơn. Thì với cái Lacasuto thì tôi nghĩ bà con đã sử dụng rất nhiều rồi, thì nói với mùa vụ khác thì nó người là quá chấp nhận, quá tâm đắc rồi. Tuy nhiên đặc biệt là cái vụ mà thời tiết chúng ta yếu kém hoặc là ít sương, ít nắng nhiều thì chúng ta nên sử dụng để tận dụng được cái điểm đó. Thì tôi tin chắc cả bà con áp dụng sẽ thành công. Kính thưa bà con, thưa quý khán giả, từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của bà con đã gọi điện thoại gửi về cho chương trình. Và như chúng tôi đã nói thì bây giờ sẽ là lần quay số may mắn đầu tiên tìm ra những khán giả may mắn nhận quà của nhà tài trợ. Chúng tôi xin mời bộ phận kỹ thuật cho quay số ạ. Chúng tôi xin chúc mừng khán giả tên là Nguyễn Văn Phục ở Cai Lậy, Tiền Giang đã may mắn nhận quà của nhà tài trợ. Tiếp theo chúng tôi xin được dành phần thời gian để trả lời cho những khán giả gửi câu hỏi qua đường điện thoại. Khán giả tên là Nguyễn Văn Ba ở Mang Thích, Vĩnh Long hỏi như thế này: lúa xạ được 50 ngày giống OM5451, tôi vừa thăm đồng thì phát hiện những cái chỗ thừa phân bị cháy lá, vậy tôi nên phun thuốc bảo vệ thực vật phòng bệnh cháy lá ở những chỗ là lúa bị bệnh hay là cả đám ruộng luôn? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai tư vấn cho anh. Xin chào anh Ba và quý khán giả xem đài. Nói chung thì đối với cây lúa mà khi nó đang bị bệnh đó, thì chúng ta phải phòng hoặc là trừ. Phòng là khi nào mình phun thuốc mà khi mà cây lúa chưa bị bệnh, cái đó mình gọi là giống như ngừa, phòng ngừa ha. Còn trị có nghĩa là khi mà bệnh nó có rồi, có nghĩa là con nấm nó đến cây lúa mình rồi, nó gây bệnh, cái vết bệnh mình nhìn thấy rồi, lúc đó mình đem thuốc ra mình phun cái đó gọi là trị. Thế bây giờ ý của anh Ba, anh hỏi bây giờ là nó bệnh rồi, bây giờ mình cách làm sao? Thì về nguyên tắc là trị đấy. Thì đối với bệnh thì bà con mình phải phun thuốc là phun cả ruộng, không có chừa được. Tại vì sao? Tại đây là cái bệnh mà nó lây theo gió, và cái con nấm là nó ở trên cái lá là hình thành cái bào tử. Mà khi mà cái gió thổi thì cái bào tử nó sẽ tung, nó bay lên trời theo gió. Rồi nó khi nào nó rớt xuống cái lá khác bên cạnh thì nó sẽ lây bệnh tiếp. Như vậy nếu anh phun chỗ này mà anh trừ chỗ kia thì coi như thì sao? Coi như có những cái lá lúa nó không có thuốc, mà cái nguồn bệnh tại chỗ mình nó đang có rồi, chung quanh mình lại là không phun. Như vậy thì rõ ràng là coi chừng là những cái chỗ mà mình không phun là nó sẽ bị bệnh. Bởi vì bệnh này lây rất dữ, lây theo gió. Mà cái mùa này điều kiện rất thuận lợi, tại vì mưa ẩm nó nhiều, cho nên là nguy cơ là bệnh nó sẽ nặng hơn. Do đó thì theo quan điểm của tôi, anh nên phun hết cả ruộng.
Riêng cái chỗ mà bệnh nặng đó thì anh cũng nên đi chậm chậm chút, và phun, nói chung là phun kỹ chỗ đó để anh chi là mình diệt triệt để cái nguồn bệnh tại chỗ, ngay chỗ đó, nghĩa là mình hạn chế được cái lây lan. Còn những chỗ khác thì mình phun vừa vừa thôi, đại khái nó cũng đúng theo lực lượng hướng dẫn bốn đúng mà, thì vậy thì mình sẽ ngừa được. Nói chung là cái phương pháp là chúng ta nên phun triệt để, phun tận gốc và phải phun ngừa. Như vậy thì chỗ nào bệnh nặng thì mình phun hơi nặng tay một tí, chỗ khác thì mình phun nói chung là nhẹ một tí thì đảm bảo được cái nguyên tắc bốn đúng và mình phòng trừ nó sẽ triệt để. Đó là cái nguyên tắc gọi là phòng ngừa trong cái vi thực vật. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Khán giả tên là Nguyễn Quốc Bảo ở Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có gửi câu hỏi gì như thế này. Khán giả hỏi hai câu. Thứ nhất là nếu lúa trong giai đoạn đồng trổ mà bị thừa dinh dưỡng thì dinh dưỡng này nó có tích trữ lại để mà cây lúa sử dụng trong cái giai đoạn nuôi hạt hay không? Vấn đề thứ hai khán giả hỏi là giữa cái bón phân đón đồng với là bón phân thúc đồng giống và khác nhau như thế nào? Vấn đề này chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho khán giả Quốc Bảo. Em Bảo biết là về mặt nguyên tắc mà nói thì bây giờ cái dinh dưỡng mà nó tích lũy ở trong cái cây lúa mà ở cái giai đoạn mà làm đồng cho tới trổ đó thì nó giữ cái đó để mà nó sử dụng về sau. Nhưng mà nếu mà thừa thì trước khi nó sử dụng nó đã ảnh hưởng đến cái xấu trong cái vấn đề là trổ rồi, và ảnh hưởng đến cái việc gọi là thụ phấn thụ tinh rồi, thì như vậy là rõ ràng là cái lợi đó nó cũng không có. Tốt nhất là chúng ta đừng để cho nó bị dư thừa, mình bàn nãy giờ rồi. Còn cái câu hỏi thứ hai của em là giữa bón đón và thúc đón, cũng như mình đón có nghĩa là người ta chưa tới thì mình đón, có nghĩa là khi cái đồng lúa được một ly như thế này mà em bón phân lúc này là em đón ai em biết không? Em đón để cho nó tạo ra được nhiều cái hạt lúa. Còn bây giờ em để cho cái hạt lúa non nó đã tạo ra rồi, thành ra một cái bông non rồi, thì em thúc có nghĩa là cho nó phát triển lên. Thì cái lúc đó nó chỉ có một cái giá trị là làm cho những cái hạt lúa đã được hình thành rồi nó bắt đầu nó phát triển để nó không bị thoái hóa. Nhưng mà cái số hạt ở trên bông á, nó đã được quyết định ở cái giai đoạn mà đón. Nếu mà em đón nó không có được tốt thì cái số hạt ở trên bông nó ít quá, thì tới nữa em thúc thì em thúc được cái số lượng ít ỏi mà em đã không có thúc ở cái giai đoạn đầu, đúng đó. Thành ra giữa đón và thúc á, nó có cái khác nhau như thế này, như vậy. Nhưng thường thường á, là người ta đón để tạo ra cái số hạt trên bông cho nó nhiều, rồi sau đó duy trì cái dinh dưỡng này để cho những cái hạt non đó là lại phát triển. Bởi vì nếu mà cái giai đoạn sau mà em không có duy trì cái dinh dưỡng cho nó tốt, mà em gọi là thúc đó, thì những cái hạt lúa non đó tạo ra trước đó nó sẽ tự thoái hóa. Nó làm cho thoái hóa chứ không phải tạo ra rồi đó là nó lại phát triển không. Thành thử ra nó mỗi cái đó đều có cái giá trị của nó. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Khán giả tên là Trần Xuân Lạc ở Gò Quao, Kiên Giang hỏi như thế này: nếu phun Lakasuto nhưng mà gặp trời âm u thì Lakasuto có giúp cho gạo được tốt hơn hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời anh Bằng tư vấn cho khán giả. Xin chào anh Lạc, xin chào bà con. Thì hồi nãy chỗ Bằng đã có phân tích với bà con là trong thời kiện mà thời tiết âm u thế này, chúng ta tận dụng từ chút ánh sáng, thì chính vì vậy mà chúng ta cần phun cái Lakasuto để giúp cho cây lúa gạo tốt hơn. Chính vì vậy mà chúng ta phun Lakasuto thì sẽ chắc chắn sẽ giúp cho cây lúa chúng ta gạo được tốt hơn. Xin chào anh. Dân xin cảm ơn anh Bằng. Sau đây chúng tôi xin mời phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai trả lời câu hỏi bằng hình ảnh cho khán giả tên là Đinh Tiên Phong ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Khán giả này hỏi và cũng có kèm theo hình ảnh như sau: tôi thấy có nhiều con bọ rùa ăn đeo bông lúa và ăn bao phấn khi mà lúa phơi màu, vậy xin hỏi có ảnh hưởng gì đến sự thụ phấn của hạt lúa hay không? Dân mời phó giáo sư. Dạ. Xin chào anh Phong và quý bà con, quý khán giả xem đài. Cái hình ảnh mà qua cái màn hình nhỏ đó bà con thấy rất rõ, rất kỹ. Mình nhìn từ xa có thể mình cũng đoán được đó là chính là con bọ rùa. Và nó đang ăn những cái bông phấn, tức là cái hạt của cây lúa đó nó đã khép lại rồi. Vì thì rõ ràng mình thấy là cũng yên tâm đúng không? Chứ nó đang phơi màu mà nó đang nở ra mà nó ăn thì cũng hơi nguy hiểm. Thật ra về mặt khoa học thì thế này. Bọ rùa là một sinh vật có ích, nó có miệng nhai, tức là nó chỉ ăn những cái động vật, thường ít ăn thực vật. Tuy nhiên cái con bọ rùa vàng này đó, khi mà nó thiếu thức ăn, tức là thiếu thiên địch, thì nó sẽ ăn thực vật. Đấy. Bây giờ cái lúc này lúa đang trổ ra, nó ăn cái bông lúa, gọi là ăn bông lúa đó, thật là ăn cái hạt phấn thôi. Thì vậy bà con thấy có ảnh hưởng không? Về nguyên tắc thì khi mà cây lúa nó nở ra
tức là hai cái vỏ trấu nó bung á, thì nó nhờ được cái tế bào gốc bên dưới là do những cái tế bào dãy cá đó nó quang hợp nhờ ánh sáng đó, thành ra thường khoảng từ 8 giờ tới khoảng chừng 10 giờ 11 giờ đó, lúc đó trưa nắng đó, thì lúc này cái tế bào nó trương lên, trương nước mà, thành ra cái hai cái vỏ trấu nó dở ra, thì lúc này là thời điểm là cái bông lúa mình nó đang thụ phấn. Nếu lúc này con bộ rùa nó tới thì ăn thì có vấn đề, nhưng thật ra thì mình nhìn thấy là gì, là con bộ rùa nó chỉ ăn những cái bông phấn, những cái hạt phấn gì khi bông nó khép lại rồi thì không sao. Nói chung là đây là con bọ rùa có lợi đến đồng ruộng. Đấy. Thường thì ăn động vật. Ở đây nó ăn thực vật là khi nó thiếu thức ăn. Mình nói vui là thiếu mồi đó, thì nó ăn thực vật. Nhưng lúc này khi cây lúa đã khép lại rồi, nó ăn thì không sao. Nói chung là thường thường thì cái bông lúa của mình đó, cái tỷ lệ gọi là tự thụ phấn rất cao. Tức là cái bông nó tự nó thụ do chính nó. Khoảng chừng trên 90% mà. Thành ra là mình cứ yên tâm không sao. Con bộ rùa có đến, cái bông lúa nó có ăn cái nhị đi, ăn cái hạt phấn đi, thì lúc đó thì coi như là cái bông lúa nó đã thụ rồi, coi như là nó hoàn chỉnh, nó không lo. Mà con cứ yên tâm, bộ rùa đến thì nó vẫn là con có lợi, không sao cả. Kể cả giai đoạn này nếu có những con ong, thường mà con thấy ong mật á, nó hay hút mật đúng không? Thì trên cây lúa mấy năm trước là có những cái lúc mà lúa nó trổ rộ đó, thì ong mật nó từ những cái vườn can trái nó qua, nó cũng đến nó ăn cái gì, nó lấy cái phấn hoa nó ăn cái mật, nó nuôi dinh dưỡng cho nó, nó tạo cái nguồn thức ăn. Thì lúc này bà con mình cũng có lo âu, sợ trời ơi không biết mấy con ong này có ảnh hưởng đến cái bông lúa không, nó làm lép không. Xin ra là hoàn toàn yên tâm, không có vấn đề gì cả. Con ong nó chỉ ăn cái phần, tức là những cái phấn mà nó đã dư thừa nằm bên ngoài, còn cái phần bên trong là cái hạt lúa đã thụ phấn rồi, nó đã hình thành cái hạt rồi, nói chung là nó chắc ăn rồi đó, nó ăn như bắp đó, có nghĩa là cái hạt nó sẽ chắc thôi. Thì bà con yên tâm ha, bò rùa đến, ong mật đến, ruộng lúa vẫn không có vấn đề gì cả, không ảnh hưởng tới năng suất và tỷ lệ chắc lép về sau này. Dân xin cảm ơn Phó Giáo sư. Khán giả tên là Lê Văn Minh ở chợ mới An Giang có gửi câu hỏi về như thế này, và cũng đề nghị là xin thầy dễ trả lời luôn đó. Nói là đất phèn thì độ pH nó thấp ảnh hưởng đến bộ rễ, dẫn đến lúa trổ chậm, năng suất kém. Xin thầy hướng dẫn là làm sao để mà chăm sóc tốt cho bộ rễ của cây lúa trên đất phèn giúp cho tăng năng suất lúa. Ý thứ hai anh hỏi là sử dụng lát ti trên đất phèn thì hiệu quả có tốt hơn hay không? Dân xin kính mời thầy. Thôi bây giờ cái phần về lát ti trên đất phèn thì lát nữa chắc anh Văn trao đổi lại với anh Minh. Còn bây giờ làm sao cái đất phèn mình giải quyết bằng cách nào thì chắc là anh Minh chắc nghe tôi cũng nói nhiều rồi. Cái chuyện trước tiên là nó là độc chất, nên cái độc chất mà muốn ấy gì là phải rửa bỏ các cái độc chất đi, tức là mình phải rút nước ra. Mà muốn rút nước mà trong đất mà rửa cho nó tốt thì nhớ rằng trong lúc mà làm đất thì chúng ta phải đánh nhiều cái rãnh nước. Thành ra cái chuyện cái bước một là chúng ta phải rửa, nhưng mà chúng ta rửa không hết thì vẫn còn một số độc chất đậm đó thì phải hóa giải. Mà muốn hóa giải nó thì có hai cái chất mà mình có thể hóa giải được hữu hiệu. Một là có thể dùng vôi, có thể 200-300 kg gì đó trên một hecta, hoặc là chúng ta dùng lân thì anh biết rồi, cái DAP, cái lân DAP là hiệu quả nhất. Cái đấy là cái bước thứ hai. Và cái bước thứ ba đó là anh có thể là cường lực cho cái cây lúa, mà nãy giờ anh Bằng cũng có cái giới thiệu cái Platy đó, thì nó cũng sẽ giúp cho cái cường lực cho cái cây lúa mình trong cái điều kiện mà nó bị phèn. Thành ra đối với cái đất phèn thì tôi nhắc lại để cho mình nhớ là như vậy. Rồi, mời anh Bằng. Thì chào anh Minh, thì đương nhiên là cái lá ti nếu mà sử dụng đất phèn tốt, với điều kiện nha, với điều kiện tôi phân tích anh kể thế này. Ví dụ như bây giờ cái tình hình là cây lúa của anh đang bị nhiễm phèn, cái nền đất đang bị phèn, anh sử dụng lá ti chỉ được một mục đích thôi. Mục đích thứ nhất là phân giải cái ngộ độc phèn trên cái cây lúa của anh, và nó chuẩn bị nó tạo rễ mới. Nhưng mà điều kiện đất phèn như thế thì khi nó bung cái rễ ra thì cái đất phèn nó cũng lại hư nữa, là anh không giải quyết cái vấn đề, chỉ quản lý vấn đề ở độ ngắn thôi. Chính vì vậy mà chúng ta tốt nhất thì chúng ta kết hợp với cái biện pháp kỹ thuật canh tác, có nghĩa là anh chỗ thầy dạy mới trao đổi chúng ta đó, là đưa nước, rút nước, bón phân, bón vôi để tạo điều kiện môi trường tốt, thì lúc đó ta phun cái lát ti vào thì nó mới đạt hiệu quả. Xin chào anh. Dân xin cảm ơn anh Bằng. Khán giả tên là Nguyễn Văn Phục ở Tiền Giang, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hỏi như thế này: tại sao bệnh đốm vàng dễ tấn công vào giai đoạn lúa trổ và cách phòng bệnh như thế nào? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai tư vấn cho anh Phục. Xin chào anh Phục và quý khán giả xem đài. Bệnh đốm vàng thì bà con chắc cũng quen rồi ha, tức là cái gốc lúa nó bị vàng dện ấy, rồi sau này nắng nó làm nó khô đi. Tác nhân là do một loại nấm mà thường mình gọi là nấm hạch, tức là nấm nó có cái hạt nhỏ nhỏ nâu nâu là giống như hạt tiêu đó,
khi mà nó gặp mưa gió các thứ, cái hạt nó rớt xuống nước, cái nó trôi lên bền, cái nó gặp cái thân lúa, cái nó tấp vô, nó lại gây hại tiếp. Cái đó gọi là cái cách lây lan gây hại của con nấm đốm vàng. Thì thường thì trong cái vụ hè thu, hoặc là vụ này đây, là vụ thu đông đấy, vụ 3 đấy, thì cái bệnh này cũng rất nặng. Lý do là gì? Điều kiện nhiệt độ ẩm độ rất thuận lợi. Ở đây là nhiệt độ là tức là nóng, mùa này rất nóng. Đấy. Ẩm độ rất cao, mưa nhiều. Như thì trong vụ 3 là điều kiện rất thuận lợi. Đặc biệt là mực nước cũng rất cao, dư nước mà. Cho nên mà con thấy sao? Đốm vàng rất dữ. Và khi mà cây lúa vào giai đoạn gọi là lúa chuẩn bị đồng trổ, thì lúc này mình thấy là gì? Cái tán lá nó rất là tùm, cái lá nó che với nhau, thành ở bên dưới này nè, là cái ẩm độ rất cao. Cho nên là điều kiện lúc này là có thể nói là lý tưởng nhất cho bệnh đốm vàng nó gây hại. Cho đó bà con mình nên lưu ý là tại sao tới cái lúc mà lúa thời kỳ đồng trổ thì đốm vàng rất dữ. Đấy. Bây giờ cách phòng trị thì mình phải làm ngược lại cái yếu tố môi trường. Như thì bà con mình phải nên rút nước bớt, đúng chưa? Rút bớt nước cho nó bớt, cho nó gọn thôi. Rồi mình bón phân trở lại. Sau đó mình phải dùng thuốc đặc trị. Đốm vàng thì rất là dễ trị. Bà con chỉ cần phun những cái loại thuốc thông thường thôi, thuốc phổ rộng. Và chiên trị những con nấm hạch, nấm đất là hiệu quả ngay. Thì đó là cách chúng ta quản lý bệnh đốm vàng ngay thời điểm này. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư. Khán giả tên là Lê Ngọc Tấn ở Châu Thành, Tiền Giang hỏi như thế này: có những giống lúa mà khi trổ thì rất là chậm, không có đồng loạt, ảnh hưởng đến năng suất. Khi xin cho biết là khi xịt Lasty thì có cải thiện được cái tình trạng là trổ thoát chậm do đặc tính của giống hay không? Câu thứ hai anh hỏi là bộ lá đồng phải được duy trì đến thời điểm nào trước khi thu hoạch để mà đảm bảo năng suất chất lượng tối ưu? Vấn đề này chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho anh Tấn. Cái phần sử dụng plasti thì cái là anh Bằng sẽ cho ý kiến. Còn giờ cái bộ lá đồng á, thì bà con biết là thật ra một cái bông lúa mà nó trổ ra như thế này á, thì từ khi trổ cho tới khi nó chín khoảng có 17 ngày à. Nhưng mà tại sao mình khuyến cáo tới 30 ngày sau khi trổ thì mình mới thu hoạch, là để nó chờ những cái hạt ở bên trong. Thì như vậy thì chờ muốn các cái hạt mà bên trong này nó chín được thì cái bộ lá đồng này phải còn xanh và duy trì cho tới khi những cái hạt mà ở trong cậy này nó vào gạo đủ, thì lúc đó nó mới đảm bảo là nó chắc hạt. Như vậy là chúng ta phải giữ cái bộ cái lá đồng này, nhất là cái lá cờ, nó xanh duy trì cho tới khi mà chúng ta thu hoạch, tức là khoảng 30 ngày sau khi rồi. Mời anh bạn. Xin chào anh Tấn. Thì nếu như chắc bà con ở đây chắc cũng đồng tình chỗ bên phía công ty là đối đặc điểm giống, ví dụ chúng ta thấy những giống như là chỗ chậm, ví dụ như 4218, 96, thì khi mà chúng ta có tác động qua cái latti thì nó sẽ chỗ đều nhanh hơn. Hoặc là chúng ta thấy những giống chỗ nhanh, ví dụ 504, nhưng mà khi chúng ta tác động vào nó vẫn nhanh hơn, có nghĩa là nó cũng giúp cải thiện được cái quá trình chỗ nhanh do đặc tính giống. Xin chào anh Tấn. Thưa quý khán giả, kính thưa bà con, bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã sắp hết và chúng tôi cũng xin được mời bộ phận kỹ thuật cho quay số may mắn lần thứ hai. Chúng tôi xin chúc mừng giả tên là Nguyễn Văn Bì ở Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ may mắn nhận được quà của nhà tài trợ. Và sau đây chúng tôi cũng xin được công bố những vị khán giả may mắn nhận quà của nhà tài trợ khi mà có câu hỏi qua đường điện thoại được bình chọn là có câu hỏi hay. Một là khán giả Trần Văn Ba ở Mang Thít, Vĩnh Long. Hai là khán giả Nguyễn Văn Bì ở Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Ba là khán giả Nguyễn Quốc Bảo ở Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Và ba khán giả có câu hỏi hay mà gửi về bằng hình ảnh. Một là khán giả Nguyễn Văn Lới ở Đức Hòa, Long An. Hai là khán giả Võ Văn Tùng ở Kiên Lương, Kiên Giang. Ba là khán giả Đinh Tiên Phong ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Chúng tôi cũng xin được lưu ý là những vị khán giả có tên vừa nêu hãy luôn luôn giữ các số máy điện thoại mà mình đã gọi về cho chương trình để giúp cho ban biên tập của chương trình liên lạc ngược trở lại và trao quà cho bà con trong vòng những ngày tới. Đến đây thì chương trình Sức Mạnh Sinh Học kỳ 54 với chủ đề giải pháp giúp lúa trổ nhanh và đồng loạt trên sóng của truyền hình Vĩnh Long xin được phép tạm dừng. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Sức Mạnh Sinh Học kỳ tiếp theo kỳ 55 phát hình vào ngày 26 tháng 9 năm 2015 với chủ đề nâng cao hiệu quả sản xuất lúa giống trong mùa mưa. Một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến hai nhà khoa học, quý vị khách mời cũng như là quý bà con đã dành thời gian đến tham gia giao lưu chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả ở xa đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ của đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn công ty Tân Thành đã tài trợ cho chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.